Đây hả cô? Cậu để trong này nè. Nè, cậu nghỉ tay một chút đi. Nè, tiền của cậu nè. Dạ. Mà cậu nghỉ ngơi chút xíu đi cậu đâu. Chứ tôi thấy cậu làm quần quật từ sáng tới giờ đó. Mà cậu không mệt sao? Dạ, con ráng làm để giao hết hàng trong buổi sáng. Tại buổi chiều á, con còn qua làm bên làng mới rồi cắt cỏ nữa. Trời ơi, tôi thấy cậu bị gù vậy á, mà cậu siêng năng chăm chỉ ghê á, chẳng bù cho thằng Tây. Cái chân nó dẻo có chút xíu à, mà tay có bị gì đâu. Mà nó làm cái gì nó cũng than thở. Ủa, mà ảnh tới đây làm, cô giao việc gì cho ảnh làm hả? Hôm qua đó nó có nhận giác mà nó giác có bằng nửa cậu à. Mà nó có làm xong đâu. Nó nằm á, ườn ra đó than mệt. Nó cái phát ghét Chắc là anh bị đau ốm gì đó. Trời ơi, đau ốm gì, nó làm biến đó. Không sao đâu, đây con làm xong việc ở đây á, con qua bệnh con phụ ảnh. Đó, thấy chưa, cậu lúc nào cũng nói đỡ cho nó hết trơn á. Mà nó có biết ơn cậu không hả? Trời, ơn nghĩa cái gì chứ. Tụi con anh em nối khối với nhau từ nhỏ mà, cùng hoàn cảnh mồ côi tật nguyền như nhau nữa. Sớm làng ai cũng biết tụi con đông tây không thể nào tách rời được mà. Cậu á thì lúc nào cũng thấy nó nhờ giả cậu hết trơn á, mà tôi thấy bạn bè phải có qua có lại chứ, tôi thấy làm như nó lợi dụng á. Dạ không có đâu. Ông Tây ơi, ông Tây ơi. Cái gì vậy? Ông đâu rồi? Ui da, đau bụng quá. Ui da, đau bụng quá. Cứu tôi với. Ông Tây hả? Ui da, có ai? Ông Tây. Ủa, Đông hả? Bụng tôi đau quá Đông ơi. Ủa, da, ông bị sao vậy? Cái bụng không biết sao, đau quá. Đau muốn chết luôn vậy. Ui da, đau. Đau chỗ nào vậy? Đau hết nguyên cái bụng á. Ai biểu không ráng làm chi vậy? Mệt thì cứ xin nghỉ đi. Nhận tiêu bao hàng này chi vậy? Đau quá Đông ơi. Giờ không nhận thì biết sao giờ. Nghỉ rồi lấy gì ăn, đói chết luôn á. Ui đau quá, đau quá. Thôi 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 thôi, được rồi. Tôi ráng. Tôi ém cái đau xuống. Để tôi vác cái bao này, tôi giao cho ông Chính. Chưa trễ, ổng là chết luôn à. Để tôi, đợi. Nè, thôi, thôi. Ông trậu, trậu. Nè, nè. Trời, đứng lại một cái nó thốn tới tận rốn luôn á. Trậu, trậu, trậu. Thôi được rồi. Nè, đau quá vậy thì về nhà nằm nghỉ ngơi đi. Để cái bao hàng này á, tôi giao cho ông Chính. Trời ơi, cảm ơn ông nhiều nha, bài tốt. Nhưng mà ông giao thôi, ông đừng có nhận tiền công. Tiền công tôi nhận hết rồi. Rồi rồi, tôi biết rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi, để tôi giao cho. Đau quá, đi nằm xí rồi đi về. Úi da. Ôi trời ơi, đau. Nè, về nhà nghỉ ngơi đi. Để tôi giao cho. Ông đúng là bạn tốt của tôi. Nhớ nhanh nhanh giùm nha. Trễ ổng la tôi chết đó. Úi da. Giờ đi về ngủ thôi. Tây ơi, tôi đem thuốc cho ông nè. Thuốc của ông. Để tôi xách chén thuốc trị đau bụng cho ông nè. Bộ ông hết đau rồi hả? Sao? Nè, đau bụng ăn mấy thứ này khó tiêu lắm. Sao không nấu cháo mà ăn? Tôi bớt rồi. Nhưng mà giờ đói quá, người ta cho cái gì ăn cái đó. Với lại tôi cũng đỡ rồi hả? Nhưng mà thuốc thì tôi cũng đã lỡ sắc rồi. Hay là để phòng hở ở đây đi. Khi nào đau bụng thì uống nha. Cảm ơn ông nha. Nếu như mà ông hết đau rồi á, ngày mai mình đi rừng chặt củi đổi gạo nha. Vậy mai hả? Ủa, thì hôm bữa ông hẹn tôi mà, ông quên rồi hả? Ngày mai. Mai đi thì đi, cũng lỡ hứa với ông rồi. Nè, nhưng mà đi á, mai nhớ đừng có ngủ quên nha. Sáng mai khi nào đi tôi qua tôi kêu ông. Ông Tây, ông Tây. Vậy đi đốn củi ông Tây ơi. Ông Tây.
Tôi mệt quá ông Đông ơi. Đau quá. Nè, ông đau gì vậy? Cái chân. Hôm qua lúc tôi về á, tôi đạp trúng cái cây gai độc. Rồi bây giờ á, nó hành tôi sốt. Tôi chóng mặt mà nhức đầu. Muốn ói luôn nè. Sao tôi đi làm nổi? Nhưng mà tối hôm qua tôi thấy ông vẫn bình thường mà, có gì đâu. Ai biết đâu. Thì hôm qua vẫn đi bình thường mà sáng nay nó hành quá hành nè. Sao ông vô ý quá vậy? Thôi, hãy lá thuốc đắp vô cho mau lành đi. Thì chân cẳng tôi tật nguyền chứ có phải lành lặn như là ông đâu. Mà biết đường tránh gai. Tôi tưởng có bạn đi cùng cho vui. Không thì cũng không sao. Nhưng mà ở nhà nhớ cho mau lành nha. Thôi đi, tôi da đau quá. Tôi đi nha. Ông đi mình nha. Đúng là bạn tốt của tôi mà. Ôi da đau quá. Thôi ông đi, tôi tự lo được. Bà ơi là bà, vợ chồng mình bao năm nay đầu ấp tay gối, mà nay bà bệnh nặng như vậy lại không có thuốc thang cho bà. Bà tỉnh lại đi bà ơi. Bà ơi, tôi bất tài quá, tôi không thể cứu được bà ơi. Bà ông ơi, có chuyện gì mà sao ông ngồi ở đây khóc than ai oán vậy? Đây là nhà của lão. Lão thương bà vợ già chung thủy của mình. Bà ấy đang thập tử nhất sinh. Lão đây có biết phương thuốc để cứu chữa, nhưng mà lực bất tòng tâm nên lão càng giận mình hơn. Sao ông biết phương thuốc mà ông không cứu bà? Lão được thần tiên cho một phương thuốc diệu kỳ, nhưng mà không thể nào tìm đủ nguyên liệu để sắc ra phương thuốc ấy. Phải chi ta còn trẻ, ta còn đủ sức lực, thì ta đã có thể cứu được vợ ta rồi. Vậy có nguyên liệu nào mà ông không tìm được vậy? Ông cho con biết đi, may ra con sẽ tìm giúp ông. Có thiệt vậy không hả? Cậu nói thiệt sao? Cậu sẵn lòng giúp ta sao? Ông đừng có nghĩ con tật nguyền như vậy mà nghi ngờ. Con mang cái bướu này từ lúc con mới sinh ra rồi, cho nên con thấy quen rồi, không có thấy cản trở gì cả. Vậy sao? Vậy ta không ngại nói thẳng, trong phương thuốc thần kỳ này ta chỉ thiếu mỗi một viên ngọc trai, từ một loại trai sống trong hồ ở trên đỉnh núi. Nếu như quả thật ông cần để cứu mạng bà, thì con hứa sẽ bằng mọi giá sẽ mang về cho ông. Ông hãy chờ con nha. Vậy thì cậu đi nhanh đi. Cậu hãy men theo con suối tới thượng nguồn. Có một cái hồ ở trên đỉnh núi, người ta gọi là hồ Tiên Sa. Cậu phải lội xuống và phải thật tinh mắt mới tìm thấy con trai nó sống ở dưới đáy. Đây chắc là hồ Tiên Sa rồi. Ta phải xuống tìm ngọc trai mới được.
Chắc đây là viên ngọc trai mà ông lão cần. Mình phải mau đem về cho ông lão trị bệnh cho bà lão mới được. Đúng là ngọc trai của Hồ Tiên Sa đây rồi. Ta sẽ hòa với thuốc để cho vợ ta uống ngay. Bà ơi, bà nhất định phải khỏe nha bà. Kìa cậu, cậu nhìn mặt vợ ta đã hồng hào lên hẳn rồi đó. Dạ phải đúng không? Nhất định là vợ ta sẽ tỉnh lại. Ông ơi, tôi chưa chết sao ông? Đã có thuốc tiền thì làm sao mà bà chết được? Cậu à, cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhờ vào cậu mà vợ ta đã sống lại. Chúng ta phải đền ơn cậu ấy thế nào đây? Dạ không không, ông bà đừng nói vậy, con không nhận đâu. Sao cậu lại không nhận? Nhìn cậu cũng đâu có giàu có gì. Dạ con giúp chút sức mọn thôi, đâu có đáng gì đâu mà ông bà phải quan tâm đền ơn chứ. Dạ thôi con xin phép, con đi nha. Nè khoan, người tật nguyền như cậu vậy mà tâm tính tốt quá. Cậu tên gì ta cũng chưa được biết. Dạ con tên Đông. À cậu Đông nè, cậu tốt bụng lắm. Ở đời ở hiền gặp lành là lẽ đương nhiên thôi. Cậu đã giúp cho vợ chồng lão không màng ơn nghĩa, nên bây giờ lão đây sẽ đáp lại một việc nhỏ cho cậu. Cục bố đã biến mất rồi. Thật là kỳ diệu quá. Thì ra là ông có phép thuật sao? Chuyện nhỏ thôi. Bây giờ cậu mau trở về làng đi, chàng trai trẻ tốt bụng. Dạ có đội ơn ông. Đội ơn bà. Thật là thoải mái quá, thật là sung sướng quá. Con về đây. Cảm ơn ông bà. Cảm ơn ông bà nha. Cậu Đông hết rượu rồi hả? Dạ dạ phải, là tôi nè. Chúc mừng cậu nghe. Ai mà nhìn quen quá vậy? Tôi ta hết rồi nè. Ta cũng thấy quen á. Tôi hết rượu rồi. Anh Đông phải anh Đông không? Tôi nè, tôi hết rượu rồi. Coi nè, tôi hết rượu rồi. Đúng rồi, đúng là anh Đông hết rượu rồi. Nhưng mà anh Đông được thần y hay là cao nhân nào biến quá cho anh hết rượu vậy? Đúng rồi, có phép lạ đó mọi người. Có phép lạ đó. Chúc mừng. Đúng rồi, có phép lạ đó. Nhờ có phép lạ tôi hết rượu rồi nè. Tôi hết rượu rồi. Tôi hết rượu rồi. Chị Mai, chị biết chuyện gì chưa?
Ủa chuyện gì lạ vậy, nói tôi nghe coi. Trời ơi, làng mình á đang náo loạn về cái chuyện của anh Đông Gù đó. Mà thằng Đông Gù nó làm sao? Nó bị gì hả? Ừ? Thì đâu có bị cái gì đâu. Hồi nào tới giờ người ta gọi ảnh là anh Đông Gù, nhưng bây giờ ảnh không còn là anh Đông Gù nữa, mà gọi anh ấy là anh Đông Tráng Sĩ. Ủa thiệt sao? Mày có nhìn lầm ai không đó? Trời ơi, chị nghĩ sao mà em nhìn lầm hả? Xíu nữa chị đi ngang qua nhà ảnh, chị dòm là biết liền. Ờ, thằng đó từ nào giờ hiền từ lắm. Nếu đúng như vậy á thì thiệt là may mắn cho nó quá. Ừ. Thôi mình đi lẹ lẹ đi chị Mai. Họ đang nói về cái thằng Đông Gù đó sao ta? Ủa, mà hết gù là sao? Lẽ ra thì ngày hôm nay nó đi vô trong rừng đốn củi chứ, cái chỗ mà mình chỉ nó mà. Sao có chuyện hết gù được? Đó, đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Tôi kể hết cho anh nghe, không nói láo nửa lời luôn. Ban đầu á, tôi chỉ nghĩ giúp ổng tìm ngọc trai mà thôi. Đâu có về được báo đáp đâu. Thần kỳ quá ha. Tôi giúp ông lão bởi vì thấy ông tội nghiệp. Ai dè ông có phép thuật, đúng là chân nhân bất lộ tướng mà. Mà sao tôi từng đi qua bên đó rồi mà không thấy cái nhà cửa nào hết ta? Hay là họ mới dựng lên? Ừ, cũng có thể là như vậy. Mà nghĩ lại tôi tức quá. Cái phước phần đó lẽ ra là của tôi, vậy mà ông giành mất phần của tôi. Cái gì? Trời đất, tôi dành của ông hồi nào? Thì đó, nếu như hôm qua tôi không bị đạp cái gai thì tôi đã gặp ổng rồi. Ổng sẽ chữa giúp cái bệnh tật chân của tôi rồi. Với lại tôi mà không chỉ cho ông á thì làm sao ông biết được mà tới? Ờ ha. Nhưng mà ông chỉ lấy được cái bướu trên lưng của tôi thôi, còn chữa được cái chân cho anh hay không á thì tôi không biết. Đã nói ông ta có phép thuật thần kỳ, chữa được cái bú của ông thì cũng sẽ chữa được cái chân của tôi chứ. Ngày mai tôi sẽ vô rừng, tôi đốn củi, tôi sẽ gặp ông ta và tôi van xin ông ta chữa cho tôi. Hả? Đừng đi vô chỗ đó, treo leo hiểm trở lắm. Cái chân con yếu như vậy á, rồi có đi nổi không? À, hay là ngày mai á tôi đi cùng với ông. Ờ, thôi, được rồi, chuyện của tôi để tôi lo ha. Bây giờ tôi về, tôi chuẩn bị, ngày mai tôi lên rừng ha. Trụi như ông lão nhờ anh ấy làm việc gì nữa thì sao? Chân cẳng như vậy sao mà trèo đèo vượt suối được chứ? Đây chắc chắn là hai ông bà lão thần tiên rồi. Vì trong khu rừng này chỉ có mỗi căn nhà này thôi. Ông lão! Ông trời ơi, ở đâu mà xuất hiện bất thình lình vậy trời? Dạ ông, ông ơi, ông cứu con với ông ơi. Hả? Cậu là ai mà ta phải cứu vậy? Con là bạn của thằng Đông, cái thằng mà bị gù cái lưng mà hôm trước ông chữa cho nó đó ông. Cái cậu Đông có ơn cứu tử tôi đó mà. Dạ đúng, chính là nó đó bà. Ông ơi, ông làm ơn ông chữa lành cái chân cho con đi ông, cái chân con bị tật đó ông. Phàm ở đời á có qua thì mới có lại. Cậu có giúp được cho hai vợ chồng lão một chuyện nhỏ hay là không? Dạ được, bất cứ chuyện gì mà ông nói con đều giúp hết. Bữa trước á thì cậu Đông đã lên hồ Tiên Sa để mò với ngọc trai cho vợ chồng tôi. Bây giờ á cậu lên trên đó hái giùm tôi một bông hoa ở bên cạnh hồ. Hoa đó hình chuông màu trắng, ta cần bông hoa đó để bào chế thuốc bổ. Phải lên đỉnh núi không? Cậu Đông không có kể cho cậu nghe sao?
Dạ có. Nếu cậu Đông đã kể cho cậu biết thì đi nhanh đi, còn chần chờ cái gì nữa. Dạ. Đi đi. Dạ. Bắt mình leo lên cái núi này, chẳng khác nào giết mình. Biết vậy kêu thằng Đông đi theo phụ là đỡ rồi. Mà mong qua Bạch Linh này đem về cho ông lão đi. Sao ông lại ở đây? Tôi sợ rằng ông lão sẽ kêu anh lên hồ thêm một lần nữa. Biết anh đi đứng khó khăn cho nên tôi đã lẻn theo sau, coi có chuyện gì thì giúp cho anh. Nhờ vậy mà tôi nghe lén được ông lão đã giao cho anh, nên tôi đã chạy lên hồ trước tìm và hái cho anh nè. Mà đây là hoa Bạch Linh thật sao? Ừ, phải. Nè, cầm đi. Thì ra là vậy. Nè, bây giờ hãy mau về nhà ông lão đi. Hả? Ông nói là chúng ta về nhà ông lão hả? Đúng rồi. Dù sao đi nữa tôi cũng là chỗ quen biết với ông lão mà. Vậy hả? Cũng được. Để tôi đỡ anh đi nha. Thôi, không cần đâu, tôi tự đi được. Hay là anh cứ đi trước đi, tôi theo sau anh. Có được không đó? Được mà, đừng có lo cho tôi. Vậy cẩn thận nha. Không được, nếu như để hắn đi theo mình về đến nhà ông lão, ông lão sẽ biết người hái bông hoa này không phải là mình. Lúc đó ông sẽ không chữa lành cái chân của mình thì sao? Mình phải lo cho mình trước mới được. Xin lỗi mày. Ông ơi. Ông, cậu ta quay lại kìa. Ta hết rồi. Ta hết rồi. Bất ngờ không? Bất ngờ không? Tuyệt vời không? Tuyệt vời. Tôi nói cho nghe nha, bây giờ là tôi có thể băng rừng lội suối một cái dèo dễ như ăn cơm. Tình nghĩ có thần tiên giáng xuống á mới làm được cái chuyện này. Cậu thật là tốt số. Cậu đẹp trai cũng đâu có thua ai. Thiệt hả? Giờ ngon lành rồi, lấy vợ đi. Ủa, mà cậu có để ý ai chưa? Có mối nào chưa? Hay ha. Mấy cô cũng được nè. Đúng rồi. Đây nè. Coi có vừa mắt không? Để coi. Nghĩ gì vậy? Lấy chồng chứ đâu phải là vì cái mã ngoài đâu. Phải rồi. Đẹp trai có mày răng được đâu. Mọi người nói quá à. Cũng đúng thôi. Trời ơi, cũng phải nai lưng ra, làm cực khổ độ nhật, khổ suốt đời chứ phải được cái gì. Ôi mà quên nữa, nó làm thuê làm mướn, tay làm hàm nhai, lấy vợ làm gì cho khổ.
Bây giờ á, khỏe mạnh rồi, lo mà làm ăn á, để dành tiền đi hen. Về, về đi. Ồ, đi. Mấy người dân của làng này thiệt là quá đáng. Lúc người ta có tật á thì chê người ta tật quyền, còn giờ hết tật lại chê người ta nghèo. Sao mình dại quá vậy ta? Ông lão này có phép thuật biến cục đá ra cục vàng thì sao? Mình đem cái bông quý đó về cho ổng mà ổng không cho mình cắt nào hết, vô lý. Tức thiệt chứ, ông lão này chơi như vậy là không đẹp rồi. Nhiều khi ổng có cả một kho vàng, cho mình cục nhỏ thôi, mình về mình mua luôn cả chức trưởng làng. Lúc đó thì bao nhiêu cô gái đẹp bù nhau xếp hàng cho mình chọn. Hai ông bà cũng già hết rồi, sao không hiểu lẽ đời gì hết trơn vậy? Nè, ngươi lại xàm ngôn cái gì đó? Không phải sao, con đã đem bông bao quý về cho ông bà, mà ông chỉ sửa lại con cái chân thôi à, có một chút xíu à, chả mất công xá gì hết. Ông có biết á, trong khi đó con phải vất vả biết bao nhiêu không? Thiếu chút xíu nữa là con mất mạng vì bông hoa quý của ông rồi. Rõ ràng là không công bằng với con. Thì ra cậu ta tính toán với mình đó ông à. Bây giờ ngươi muốn cái gì cứ nói quỵt tẹt ra đi. Con thú thiệt với ông, con cũng đã tới tuổi lập thất rồi mà không có chút của cải làm vốn. Con cũng phải có một chút gì đó để cho thiên hạ đừng có chơi cười con chứ. Thì ra là vậy. Ta thì cũng chẳng hẹp hòi gì với ngươi, nhưng mà nói thật là vợ chồng ta đã già cả rồi, cho nên đâu có giữ của cải trong nhà làm cái gì. Vậy bây giờ ông để ở đâu? Vậy thì tại sao ông không chịu làm phép quá những cái thứ linh tinh ở trong nhà này biến thành cục vàng hết? Thôi được rồi, ta hỏi cậu cái này. Dạ. Cái hoa bạch linh mà hôm trước cậu mang về cho ta đó. Dạ. Có phải do chính tay cậu hái hay không? Ông hỏi vậy có khác gì ông đang nghi ngờ con? Không phải là ta nghi ngờ cậu, nhưng mà ta hỏi như vậy á là để chỉ chỗ cho cậu đi lấy kho báu cho nó nhanh. Hả? Kho báu? Mà kho báu ở đâu? Nó có liên quan gì đến cái hoa bạch linh? Kho báu á, ở ngay dưới đất cạnh gốc cây bạch linh ở bên hồ. Cậu biết chỗ rồi thì cứ lên đó mà đào. Trời đất ơi, thì ra kho báu ở đó hả ông? Sao ông không nói sớm? Con lỡ chậm chân thì mất rồi sao? Lần trước á, chân cẳng của cậu tật nguyền, mà cậu còn leo được lên đến đỉnh núi để hái bông hoa, thì bây giờ hai cái chân lành lặn của cậu có khó gì, đúng không? Đúng rồi. Nói vậy là con sắp vào rồi hả? Con sắp có kho báu rồi. Ta sắp vào rồi. Con đi đây. Ta vào rồi. Ông ơi là ông, hắn đã như vậy rồi mà ông còn kêu hắn đi lên hồ chi nữa. Tôi cần phải kiểm chứng lại coi có đúng là hắn chưa từng đặt chân tới hồ Tiên Sa hay không. Có ai không? Cứu tôi với! Có ai không? Trời ơi! Có ai không? Cứu tôi với!
Ông lão, cứu tôi với. Đông, sao ông còn sống vậy Đông? Hay là hồn ma của ông vậy Đông? Ngươi là quân lừa thầy phản bạn, ác tâm tham lam ti tiện. Ông ơi, con biết lỗi rồi ông ơi, cứu con. Đông ơi, tôi biết tôi sai rồi Đông ơi. Ông cứu tôi với Đông, ông kêu ông lão cứu tôi với Đông ơi. Cứu tôi với Đông ơi, tôi không muốn chết đâu Đông ơi. Đông ơi, cứu tôi với Đông ơi. Ông à, tay chỉ nhất thời hồ đồ thiếu suy nghĩ thôi, xin ông hãy tha thứ cho bạn của con. Cứu tôi đi mà Đông. Ông ơi, ông cứu con đi ông, con không tái phạm nữa đâu ông ơi. Xin ông hãy tha lỗi cho con. Con biết sai rồi mà ông. Đông ơi, ông tha lỗi cho tôi đi Đông. Ông giúp tôi đi Đông. Cũng may là ông vẫn còn sống, nếu không chắc tôi phải đền mạng quá. Cũng may lúc tôi té xuống vực gặp được ông cụ cứu sống, rồi ông cụ giữ tôi lại ở trên nhà ít bữa. Tính mai tôi sẽ về, ai về gặp ông trở lên đây. Ủa, ông đã cứu con sao? Cảm ơn ông. Tên khốn kiếp đã hại người là bạn của người sao? Ta nhất định sẽ trừng phạt hắn. Xin ông bớt giận. Có lẽ anh ta chỉ lỡ tay thôi, hoặc là nhất thời hồ đồ thiếu suy nghĩ mới làm như vậy. Không, xin ông, xin ông, xin ông hãy tha cho anh ta. Bây giờ con đâu có bị gì nữa đâu. Con sẽ khuyên bảo anh ấy sao? Đừng có trừng phạt anh ấy mà. Tha cho anh ấy nha, con xin ông đó. Được rồi, lần này là vì ngươi, ta sẽ bỏ qua cho hắn một lần. Nhưng nếu hắn còn tham lam ti tiện thì đừng có trách ta. Cảm ơn ông. Thì ra là Đông đã kể hết cho ông nghe mọi chuyện. Ông đã biết hết rồi sao? Ông ơi, con sai rồi, ông tha lỗi cho con nhau. Xin ông hãy mở lượng hải hạ, tha cho bạn của con. Tụi chết thì tha được, nhưng tụi sống thì khó tha. Ngươi đã tranh công về phần mình, ngươi không xứng nhận phần thưởng của ta. Ta sẽ trả lại cho ngươi cái chân như trước. Ông ơi, đừng mà ông ơi. Nhận lấy đi. Ông, chưa hết, ngươi còn độc ác muốn hại chết bạn thân của mình. Kẻ phản bội như ngươi, ta sẽ trao lại cục nợ của bạn ngươi mang trên người cho ngươi. Ông ơi, ông ơi, ông tha cho con đi mà ông ơi. Tới. Ông ơi, ông ơi. Ông ơi, ông tha cho con đi ông ơi. Ông đâu rồi ông ơi? Ông ơi, ông ơi. Ông ơi, ông đâu rồi ông ơi? Con biết lỗi của con rồi ông ơi, con biết lỗi rồi. Ông kêu giúp tôi đi mà. Ông bình tĩnh đi Tây à, ông bình tĩnh đi. Nếu ông là tôi không có bình tĩnh được không? Ta đã có ý định giúp hai người nên ta mới bày ra cái thử thách này. Đúng là chỉ có một người có lòng dạ ngay thẳng mới làm được mà thôi. Còn tên xấu xa kia,
ngươi phải nhớ lấy bài học của ngài hôm nay. Từ nay về sau phải biết tu tâm sửa tánh. Có như vậy thì về sau này mới có thể gặp được quý nhân phù trợ cho ngươi. Ông ơi, con đã ân hận lắm rồi, con xin ông hãy tha cho con. Con xin ông mà ông ơi, con đã ân hận lắm rồi ông ơi. Ông ơi, ông Tuyết. Thầy à, ông đừng buồn nữa. Cứ coi như đây là bài học tạm thời và là bài học lớn cho cả cuộc đời sau này. Sau này á, ông phải thay đổi, ăn ở tử tế, biết thương người, thì sau này thế nào á, ông cũng gặp được tiên giáng thế để giúp ông thôi. Tôi biết rồi. Tôi cảm ơn ông đã không còn giận tôi nữa. Tụi mình đã nương tựa nhau từ thời bé, bây giờ tôi càng có điều kiện để giúp đỡ ông hơn. Ông phải cố gắng lên, có biết chưa? Tôi cảm ơn ông. Mình về thôi. Tôi cảm ơn ông. Đi, tôi đưa ông về. Sáng mai ta sẽ về kinh. Lớp học ở làng này ta giao lại cho thầy Đồ Tính, một thầy đồ giỏi của làng này, nên ta cũng cảm thấy nhẹ lòng và an tâm ra đi. Con sắp lại kinh ứng thí, cũng vừa hay thầy về kinh thành nhậm chức. May ra thầy trò mình lại có dịp tái ngộ ở kinh thành. Nhất định phải gặp, tại sao lại may ra. Ta sẽ cho con biết chỗ của ta, về kinh cứ đến nhà ta mà ở tạm. Dạ, con đội ơn thầy. Con chỉ sợ là thầy mới đổi về, nhiều chuyện đại sự phải lo. Con chỉ sợ là con làm phiền thầy thôi. Lo gì thì lo, cũng phải có thời gian uống với nhau một chén rượu chứ. Con cứ đến đi, đừng có ngại cái gì hết. À, mà giả sử ta có bận thì con cũng phải ở nhà ta. Ta sẽ bảo gia nhân lo cho con chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng. Lộ phí của con đủ chưa? Có cần ta giúp gì không? Dạ, con có đủ hết rồi. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Có thiếu thì cứ nói, không cần phải ngại gì hết. Coi như là ta cho con mượn, khi nào con có, trả lại cho ta sao? Con cảm ơn thầy, nhưng mà tiền học của con còn chưa trả hết. Con tới học, thầy còn để ăn để ở nữa. Có cái gì đâu mà kể. Sau này công thành danh toại, con muốn trả cho ta bao nhiêu, ta cũng lấy hết, chịu chưa? Dạ, con cảm ơn thầy, nhưng mà kỳ này con có đủ rồi. Con sẽ cố gắng hết sức để có thể danh đề bản đổ, để không phụ lại tấm lòng của thầy đã dành cho con. Thôi, nếu mà con có rồi thì cũng cầm thêm chút đi, để mà phòng thân, cầm đi. Dạ thưa thầy, con có đủ hết rồi. Đây là tấm lòng của thầy mà, cầm đi con. Con có đủ hết rồi thầy. Ngày mai thầy đi thượng lộ bình an nha. Con xin chào thầy. Lớp người hiền đức hay lắm, nhưng tội ác của ngươi với ta trời không dung đất không tha. Ta muốn ngươi thân bại danh liệt, ta mới hả dạ. Sao mình đi lâu quá vậy? Rồi có vay được ít bạc nào không? Chẳng mối đâu ra tiền hết. Tôi tới ghé chào thầy Đặng. Ngày mai thầy về kinh nhậm chức rồi. Vậy sao mình không hỏi vay thầy một ít? Thầy có nói cần thì lấy, nhưng mà mình nghĩ coi, tôi mặt mũi nào? Đã thầy mến tài mình, mấy tháng cuối còn chưa lấy tiền học, bây giờ làm sao mở miệng mượn thêm? Mình cứ sĩ diện như vậy hoài á, thì lấy đâu ra tiền để mà lai kinh? Lên đó bao nhiêu ngày ăn ở chứ có ích gì đâu. Thì để từ từ tôi tính đi, mình đừng có làm tôi rối quá.
cho hỏi thăm đây có phải là nhà thầy Cử Hiền không à? Phải rồi, là tôi. Chào anh chị. Nhà tôi ở gần đây nè. Tôi có nghe dân làng nói là anh sắp lên kinh để thi hội, mà tôi cũng sắp lên trên đó để thi, cho nên hôm nay tôi qua đây để rủ anh đi cùng. Với lại anh cũng biết đó, gần đây cướp bóc ở khắp nơi, tôi sợ đi một mình sẽ không an toàn, cho nên tôi mới rủ anh đi cùng cho có bạn có bè. Mà chừng nào anh mới đi? Nói thật ra là chồng tôi cũng định lên trển sớm rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ tiền bạc trong nhà cạn ráo hết trơn, tôi cũng chưa có chạy dây mượn được ở đâu hết á. Tôi cứ tưởng là có chuyện gì, chứ cái chuyện đó thì đừng có lo, mọi chuyện cứ để cho tôi lo. Đó là phí tổn, để tôi trả tiền cho anh chị, để anh đi cùng tôi cho tôi yên tâm hơn. Nếu vậy á thì mình chuẩn bị ngày mai đi sớm luôn. Thôi, tôi xin phép anh chị, tôi về để tôi chuẩn bị. Dạ. Xin mời, xin mời quan khách, xin mời. Đây, 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 đây. Đây. Đó. Hai vị coi coi, cái chỗ tốt như vậy với cái giá đó là không hề mắc. Thế tôi thách luôn á, tôi thách hai vị đi hết cái vùng này tìm được chỗ trọ nào tốt như vậy. Không có, chỗ tôi là tốt nhất rồi. Dạ cảm ơn ông chủ. Vấn đề không phải là rẻ hay mắc, mà là tụi tôi hơi eo hẹp một chút. Huynh à, chắc là mình đi kiếm chỗ nào khác rẻ hơn huynh nha. Cử Hiền à, tôi đã nói rồi, mình cứ ở đây đi, chuyện tiền bạc á cứ để cho tôi lo. Nhưng mà nhưng nhị cái gì, người ta nói như vậy thì vô ở đi, để tôi kêu sắp nhỏ lo cơm nước nha. Không nghe bạn mình nói sao? Tiền bạc là không có lo. Với lại một phần á, tôi cũng hiểu hoàn cảnh của mấy sĩ tử lên kinh thành ứng thí lắm, eo hẹp lắm nha. Bây giờ cứ vô trọng nghỉ ngơi nha. Vô. Sao ông chủ, chuyện mà cơm nước á cứ để cho tôi lo cho bạn của tôi. Cái gì? Bạn hả? Trời đất ơi, vậy mà nãy giờ tôi cứ tưởng ông là gia nhân không à. Tài sách nách mang nè, chọn luôn chỗ tốt, còn bây giờ á còn lo cơm nước nữa ha. Ê anh bạn, anh như vậy á là tìm được một người bạn rất là quý, gọi là bạn vàng đó nha. Tính qua tính lại có phước dữ lắm à. Thôi được rồi, ông cứ đi lo chuyện của ông đi, để chúng tôi còn nghỉ ngơi nữa. Vậy thôi, hai người ngủ ngon ha. Thôi mình vô đi. Đi nha. Ngủ ngon ha. Vô đi. Anh cứ để đó cho tôi, anh mang hành lý cả ngày nay rồi chắc mệt lắm, anh cứ nghỉ ngơi. Sao đi. Tôi cũng quen rồi, anh cứ việc ngã lưng một chút đi, sẽ có cơm nóng ăn liền. Anh làm tôi ngại quá, mình là bạn đường chứ đâu phải là chủ tớ đâu. Hơn nữa anh đã trả tiền phòng trọ rồi còn gì. Không sao, thì cứ coi như là đây là tiền trả công vì anh đã cho tôi đi cùng. Anh ăn đi cho nóng. Anh ăn cùng với tôi chứ. Tôi chưa đói lắm, một lát nữa tôi sẽ ăn. Anh ăn đi rồi có gì ngủ cho thoải mái. Tôi ra ngoài một chút. Một lát nữa anh về ngủ chứ, còn dư chỗ mà. Tính tôi khó ngủ cho nên tôi lấy phòng bên cạnh để ngủ. Anh ngủ đi ha. Anh làm chi cho tốn kém dữ vậy. Không sao đâu, tôi quen như vậy rồi. Anh ăn đi rồi ngủ sớm. Chào anh. Anh à, có chuyện gì anh cứ nói đi. Thiệt tình tôi thấy áy náy quá. Từ lúc đi lên kinh tế giờ, anh lo từng ly từng tí chỗ ăn chỗ ở cho tôi, tôi không biết phải cảm tạ như thế nào. Nhưng mà tôi có một chuyện thắc mắc. Thắc mắc gì anh cứ nói đi. Anh lo cho tôi nhưng không bao giờ anh bận tâm tới mình. Anh ăn ở đâu, ngủ ở đâu? Sáng nay tôi có hỏi chủ nhà trọ, ông ta nói là đêm qua anh không có ngủ phòng kế bên.
Anh đã hỏi như vậy á, thì tôi cũng không giấu anh nữa. Thật ra tôi không phải con người. Vậy anh là gì? Tôi là một con ma. Cái gì? Anh là ma? Anh không tin đúng không? Anh hãy xem đây. Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi! Anh đâu rồi? Tôi ở đây. Anh đã tin tôi chưa? Anh đã tin tôi chưa? Thực ra tôi là một con ma chết oan. Tôi đi theo anh, giúp đỡ anh, là tôi mong muốn anh giúp tôi báo thù. Báo thù? Là thù ai? Một con người lật lọng. Vì hắn mà tôi phải chết. Được, tôi sẽ giúp anh. Hắn ta tên là gì? Án Sát Đẳng. Cái gì? Án Sát Đẳng? Đúng vậy, là thầy của tôi mà. Phải, hắn ta là thầy dạy học của anh. Nay hắn đã trở thành quan án sát. Tôi muốn báo thù hắn ta. Thầy tôi, thầy tôi làm gì mà khi anh chết rồi anh còn bám theo để trả thù hả? Làm gì hả? Ngày xưa tôi là một tên cướp. Tôi chỉ cướp của người giàu đưa cho người nghèo. Tôi nói với ông rồi, tranh thủ về sớm đi, cứ chán tạc chán thù với mấy ổng hoài hả? Để bây giờ tối thui rồi mới chịu về. Thôi, dạo này cướp hoành hành dữ lắm, nhất là đoạn đường này nè, ông biết không? Cướp á mà gặp tôi hả, tôi cho nó biết tay, biết thế nào là lễ độ, hiểu không? Trời ơi, tôi sợ quá. Thôi đi lẹ đi. Cướp mình ơi, có bao nhiêu tiền vàng thì đưa ra đây hết, nhanh lên. Nhanh lên. Tao không muốn lấy mạng của hai vợ chồng mày. Ông tha tôi đi, vợ chồng tôi nghèo lắm ông ơi. Nghèo hả? Dạ. Vợ chồng nhà ngươi giàu nức tiếng ở vùng này, ai mà không biết. Tôi còn nghe nói ông vừa mới làm ăn với bá hộ làng bên, nghe nói là trúng lớn lắm mà. Đưa đi. Ông đưa đi ông ơi. Tôi không có mà anh. Tôi đưa mà. Mình ơi, mình ơi, đưa cho hắn đi mình ơi. Đưa ra đây. Đưa đi mình. Thôi 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 thôi, để tôi đưa. Đưa cho người ta đi. Tao đã nói rồi, tao không muốn giết người, nghe rõ chưa? Mình ơi, mình đừng mà mình. Muốn chết hả? Ông ơi, tha cho chồng tôi đi ông ơi. Đừng có giết chồng tôi ông ơi. Tao đã nói rồi, tao không muốn lấy cái mạng chó của ngươi. Ngươi còn theo ta nữa, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Tôi bị lính bắt vào tù. Nè, ăn đi. Anh lính. Ừ? Có cách nào cho tôi gặp quan án được không? Chết tới nơi rồi, nói cái gì nữa mà nói. Không, anh đang giúp giùm tôi chuyển lời tới quan án. Nhà tôi còn rất là nhiều vàng bạc. Nếu tôi ra khỏi đây, tôi sẽ hầu tạ rất nhiều bạc. Dạ, đây là 20 lượng, quan đếm lại giùm con.
Dạ, còn đây là đơn xin ân xá của nó. Mời quan xem qua. Được rồi, cứ nói với hắn là chờ ta. Dạ. Giờ không lẽ mình phải chia số bạc này cho thằng khác sao? Án thằng này trước sau gì cũng bị chém, chi bằng ta coi như là không có chuyện này là xong. Anh lính, hôm nay tôi được thả phải không? Ra pháp trường mà mơ nghe con. Như vậy là sao? Tại sao lại ra pháp trường? Vậy chứ đưa người đi đâu? Đi không mát hả? Không được, không thể như vậy được. Có nhầm lẫn gì không? Quan án về kinh làm lan trung bộ rồi, ai đánh mà gặp mày? Không phải, quan án đã nhận tiền của tôi rồi mà. Quan còn hứa là sẽ bẩm lên quan đầu tỉnh nữa mà. Đơn xin ân xá của người quan trên bắt bỏ rồi, tôi không biết sao. Không thể như vậy được. Đi. Không thể như vậy được. Cho tôi gặp quan án. 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 Dù ngươi có đưa cho quan án 1000 lượng thì ngươi vẫn bị xử tử mà thôi. Quan án, thì ra là ngươi. Cho dù ta có trở thành ma, ta cũng sẽ quay về đây để báo thù. Quan án, không ngờ là có chuyện như vậy. Mọi người đều có một điểm yếu, nhưng mà lúc thầy dạy ta, ông ta thực sự là một ông thầy rất tốt. Ta đã chịu ơn thầy nhiều lắm. Có gì đâu, ân đền quán trả. Chuyện của hai ta hoàn toàn khác nhau. Còn anh chỉ việc chỉ nhà của anh ta cho tôi là đủ. Anh giúp tôi nhiều, nhưng mà thầy là người ơn của tôi, là thầy đã dạy học cho tôi. Anh bỏ qua cho thầy có được không? Được. Nếu hắn ta trả lại mạng sống cho tôi. Bây giờ mình phải làm sao đây? Chạy trốn cũng không được. Hắn là ma mà, sao trốn nổi đây? Mà không lẽ dẫn hắn về nhà hại thầy của mình? Phải chi hồi xưa thầy được nên gây quả lớn. Cử Hiền, đã tới kinh thành rồi. Ngươi chỉ cần chỉ nhà của hắn cho ta, ta sẽ không bắt ngươi vào cùng, để ngươi không phải mang tiếng là kẻ hại thầy đâu. Không sao đâu, nếu đã là nghiệp duyên thì không tránh được. Anh cứ về cùng với tôi, tôi sẽ nói với thầy anh là bạn cùng như thế. Không cản được, nhưng mình cũng phải nghĩ cách gì đó để hóa giải chuyện này. Nhưng mà cách gì đây? Anh hứa với tôi một chuyện. Anh nói đi. Tôi tá túc nhà thầy để đi thi. Nếu trước khi thi mà nhà thầy có chuyện thì tôi sẽ điên mất. Tôi không có tâm trí gì mà thi cử được nữa. Chính vì vậy, để khi thi hội xong anh hãy ra tay, được không? Được. Tốt quá. Thầy tưởng con ngại con không đến. Còn đây là... Dạ thưa thầy, đây cũng là huynh đệ sĩ tử cùng trên đường với con. Trên đường đi thi, hai người gặp nhau kết thành huynh đệ. Mong thầy cho tá túc. Con phải hỏi, dĩ nhiên là phải được rồi. Được rồi. Nhân à, Nhân. Dạ. Ra đây con, lại đi con. Dạ cha. Chào anh Hiền với anh đi con. Chào anh Hiền, chào anh. Đây chính là thần đồng thư phú mới xuất hiện ở đất Kinh Kỳ đây sao? Chà, mới không gặp chưa được một tháng mà đã cao giọt lên rồi ha. Anh khen nó quá, làm em nó hư mất bây giờ. Dạ không quá chút nào đâu thầy. Trên đường tới đây con nghe xôn xao bàn tán về cậu bé làm thơ tiếng vua, cứ muốn khoe là con trai của thầy tôi đó. Thôi, chắc đường xa mang nặng mệt lắm rồi. Hai đứa vô nhà nghỉ đi. Dạ. Để con vô chuẩn bị nha. Ta
đã biết cách làm sao để ngươi phải đau đớn. Không ngờ thầy trò ta lại gặp nhau ở chốn kinh kỳ này, thiệt là vui quá. Hôm nay phải uống cho say. Mới tới, khoan nghĩ đến chuyện ôn thi đã, mọi chuyện hãy để ngày mai. Hôm nay chúng ta phải uống cho thiết là say. Nào, chúng ta hãy cạn ly. Uống từ sớm đến giờ cũng gần cạn bầu rượu rồi, mà anh bạn đây không nói tiếng nào hết. Coi bộ anh bạn ít nói quá hả? Thầy Đặng, con có thể hỏi thầy một câu được không? Tưởng gì, 10 câu cũng được, cứ hỏi đi. Nếu như con thi đậu làm quan rồi được người ta đút lót để chạy án, thầy sẽ khuyên tụi con là nhận hay không nhận? Chuyện này thẳng lắm, thẳng thắn lắm, tốt tốt. Nếu thi đỗ làm quan, các con ít nhiều cũng phải đối mặt với chuyện này. Thầy không có câu trả lời chính xác, tùy theo hoàn cảnh mà giải quyết. Miễn sao lương tâm mình đừng có dây dứt là được rồi. Tùy hoàn cảnh. Có phải đối với những tử tù nhận là tốt nhất? Tại vì khi đã bị giết rồi thì sẽ không một ai phát hiện, có phải không thầy Đặng? Anh, thầy đã có bao giờ gặp chuyện như vậy chưa? Ta... Rồi lương tâm của thầy có bị cắn rứt không hả thầy Đặng? Ta... Anh say rồi. Thôi đường xa mệt mỏi lắm rồi, tụi con xin phép thầy, tụi con nghỉ ngơi. Con cứ bình tĩnh mà làm bài, đừng có căng thẳng quá. Dạ. Thầy ơi, thầy hãy giữ gìn, cẩn thận. Lo cho con đi, ta ở nhà thôi, có gì mà phải cẩn thận giữ gìn? Ta thấy con có vẻ lo ra quá vậy. Dạ. Có chuyện gì vậy? Sao anh bạn của con không đi chung với con mà lại đi trước? Dạ, anh cần phải mua thêm một ít đồ thầy à. Không sao đâu thầy. Chào thầy, con đi. Con đi đi, kẻo trễ. Dạ. Dạ, anh đi thi tốt nha. Con chào thầy. Ráng thi tốt nha con. Dạ, con đi. Nè, con phải cố gắng mà học hỏi ảnh. Giàu hay nghèo gì cũng phải có chí nha con. Dạ cha. Sao vậy Nhân? Dạ Nhân đâu? Dạ Nhân? Dạ Nhân đâu? Dạ Nhân? Nhân lên! Nhân! Con tự bị sao vậy ông? Chắc bị con mang gì đó. Kêu thầy thuốc mang. Dạ dạ. Nhân! Nhân! Con sao vậy? Hả? Con giết người! Con giết người! Nhân ơi! Là cha này con! Phải đền mà! Là cha này con! Đầu giết người! Đầu giết người! Nhân à! Nhân! Đầu giết người! Giết tôi, ta giết tôi. Nhớ, con bình tĩnh đi cậu ơi, bình tĩnh đi cậu. Tôi muốn giết con, tôi muốn giết con. Cứ làm vậy thôi cậu, giết cậu. Ta giết tôi. Kia thì thuốc liền cho ta. Dạ. Giết tôi. Còn nhiều trò lắm, hãy cứ chờ mà xem. Tôi muốn giết tôi. Tôi phải trả thù. Tôi muốn giết tôi. Tôi phải trả thù. Cản ca đi con. Không phải nhanh ca. Không dễ sợ. Tôi phải giết người. Anh con ơi, đừng giết người. Anh con ơi, đừng giết người kìa. Tôi muốn giết người. Trời ơi, đừng giết người. Bà con ơi. Trời ơi, trời con. Nó chạy được kế kìa. Nó chạy rồi. Dạ. Nó chạy mất tiêu rồi. Ơi, con tôi giết người rồi. Nhân ơi, Nhân, Nhân con ơi. Người còn phải
phải trải qua tình cảnh của ta nữa kìa. Anh thả tôi ra, thả Dân tôi ơi ra. Con ơi là con. Trời ơi, thả ta ra. Tại sao con tôi lại ra nông nổi như thế này? Con ơi, thả ra con. Dạ bẩm ông, cơm cho công tử. Nó đang lên cơn điên loạn như thế này, làm sao mà nó ăn nổi chứ? Thả ta ra, thả ta ra. Thả ra, thả ra. Thả ta ra. Tình hình nhà bên đó làm sao rồi? Dạ bẩm, thằng bé tỉnh rồi, nhưng còn bà mẹ. Bà mẹ làm sao? Dạ bà mẹ mất rồi. Hả? Ông ơi ông, ông ơi, ông ơi ông, ông ơi ông ơi, có chuyện gì mà ồn ào ngoài đó vậy? Người nhà của nạn nhân đem xét đến đội đền mạng, giờ sao ông? Kêu người nhà vô gặp ta. Dạ bẩm ông, lỡ người ta bắt công tử thì sao? Chuẩn bị xe, thương lượng xong ta sẽ tới nhà quan trấn này. Dạ. Ở nhà mày lo nói cho ta, nghe chưa? Dạ, dạ. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn bắt rồi ngươi. Không mau bắt nó lại. Dạ. Bắt nó lại cho ta. Ơi, Nhân ơi. Con. Cháu tôi vừa mới tỉnh, nhưng còn mê man. Mẹ nó thì chết rồi, giờ nó mất mẹ, quan tính sao quan? Chuyện này xảy ra quá nhanh, ngoài ý muốn của ta. Nhà có người điên á thì bắt nhốt lại, để nó chạy ra đường rồi ngài nói là ngoài ý muốn. Con ta không có điên. Không điên á mà sao chạy ra đường đâm chém lộn xả? Ngài nói vậy á, tôi đi báo quan nha, để cho họ xét xử. Nè 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 nè, khoan, bình tĩnh, ngồi xuống đi. Ý ta không phải vậy. Ý của ta muốn nói là đó cũng chỉ là tai nạn của nhà ta thôi. Con của ta đang khỏe mạnh ngoan ngoãn, không hiểu sao tự nhiên lên cơn rồi chạy ra đường. Hôm nay ta muốn gặp các người để mà thương lượng. Bao nhiêu phí tổn tan ma ta sẽ chịu hết. Hơn nữa, ta sẽ bù đắp cho gia quyến 1.000 lạng bạc. Còn nữa, ta sẽ chịu trách nhiệm lo cho cháu nhỏ đi ăn học cho tới 18 tuổi. À, các người thấy sao? Không xong rồi ông ơi, không xong rồi. Chuyện gì? Dạ, cô Linh tới bắt cậu đi. Đi. Dạ, đi mau. Thả ra. Các người có lệnh chưa mà đòi bắt người hả? Không những có lệnh mà còn lệnh xử sớm nữa. Con trai của ngài giết người, tan chứng chứ còn đó. Lệnh chúng tôi tới đây để bắt đi. Thả ra. Buông con ta ra. Thả ta ra. Các người không thấy nó điên dại dại, nó gây tội mà có biết đâu. Giết người. Buông nó ra. Sao con? Nó bị gì vậy? Có sao con? Chắc bị điên rồi. Ủa cha, nó đâu có bị điên đâu. Sao đông người quá vậy? Sao mấy người này lại bắt con? Nhân, con hết bệnh rồi sao? Con đâu có bệnh gì đâu cha. Sao mấy người này lại? Con trai của ngài như vậy mà ngài nói không bị gì à? Xin thứ lỗi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Cha, xin lỗi ngài, mời ngài về phủ nói chuyện. Người dám à? Cha, cứu con cha. Lên bỏ con ta ra. Thả nó ra. Ý ngài muốn sao? Con tôi là một thần đồng, bỗng nhiên bị phát bệnh. Điều này ngài biết rõ mà. Giờ nó lúc tỉnh lúc mê, lại còn bị giam nữa. Làm cha, sao tôi chịu nổi chứ? Hôm nay tôi tới đây là để nhờ ông giúp cho thả thằng nhỏ ra. Vụ này án điểm, con trai quan lang Trung Bộ Hình gây án mạng, làm bất bình khắp thiên hạ. Trên chỉ xuống, phải xử nghiêm, khó lắm. Tôi trong hệ thống này, làm sao tôi không hiểu chuyện chứ? Dù có tiêu tan sản nghiệp, miễn sao có cách cứu được con tôi sẽ chồng đủ. Xin cảm ơn ngài đã thông cảm. Xin ngài lo giúp giùm con tôi.
Khi nào thả được thằng nhỏ ra, tôi sẽ hậu tạ thêm cho ngài. Nghe nói năm xưa nhà ngươi cũng chuyên ăn chặn của bọn tử tù, lấy của đúc rồi diếm luôn, mặc chúng bị chém. Vậy bây giờ hà cớ gì ta phải cứu con ngươi? Tôi phải giết ngươi. Không biết gió máy kiểu gì mà cậu có lúc tỉnh lúc điên, mà mỗi lần điên lên là quay qua chửi cha đồ quan tha mang chặn. Thả ta ra. Thầy đâu? Dạ, ông chủ nói tôi chuẩn bị xe để qua nhà quan trấn rồi. Chắc là lại đi chạy cho công tử. Dạ con xin phép. Thả ta ra. Anh đâu rồi? Anh có đây không? Thả ta ra. Sao rồi? Làm bài được không? Anh phải làm tới mức như vậy sao? Thả ta ra. Ta sẽ giết ngươi. Ta phải giết ngươi. Đồ tham quan, đồ ăn chặn. Nhà hắn ta đã có ai chết đâu mà anh phải lo. Nhưng thằng bé nó có tội tình gì mà anh phải hại nó ra nông nỗi này chứ? Cha mẹ tôi, vợ con tôi cũng đau đớn như lão ta trong lúc chạy trọt cho tôi lúc tôi đang ở tù. Nhà tôi thì không có củ nổi củ chìm như lão ta, cho nên cả nhà của tôi đã khánh kiệt trong lúc chạy trọt cho tôi. Nhưng cuối cùng tôi cũng chết đó thôi. Đồ tham quan, đồ ăn chặn. Ta phải giết ngươi. Ta phải giết ngươi. Nhưng bây giờ phải làm sao thì anh mới tha cho thầy tôi đây? Không làm sao hết. Gây thù chuốc oán, hắn ta phải trả tội lỗi của hắn ta từng chuyện một. Nè, anh Bản, anh đâu rồi? Đang nói chuyện chưa xong mà. Anh Bản à? Con à? Con nói chuyện với ai vậy? Dạ không thầy. Thầy lo việc của em tới đâu rồi? Ngồi đi. Dạ. Thầy à, thầy lo chuyện của em Nhân tới đâu rồi thầy? Quan trấn đã hứa chạy giùm rồi, cũng đỡ lo một mối. Giờ thầy phải kiếm thầy chữa cho nó. Thầy nói quan trấn hứa là hứa sao hả thầy? Thì án lệnh từ trên đưa xuống nhiều cấp nên phải trả từng cấp thôi. Ông đã lấy tiền của thầy rồi sao? Thả ta ra. Thì rồi chứ sao? Mà tại sao con lại hỏi vậy? Gây thù chuốc oán, hắn ta phải trả tội lỗi của hắn ta từng chuyện một. Thầy à, con nghe là hắn sẽ giếm luôn số bạc đó rồi bỏ mặc cho em Nhân bị bắt đi. Ta đích thân tới nhà nói chuyện, hắn đã nhận lời rồi, chắc không nên hỏi đâu. Thầy à, hả? Chắc thầy còn nhớ chuyện năm xưa thầy nhận giúp một tử tù, đó là một tên cướp bị tuyên án tử. Sao con lại biết chuyện này? Nếu như theo đúng chuyện đó thì diễn tiến sự việc sẽ là như vậy. Sao? Sao con lại biết chuyện này? Chẳng lẽ là con quen với người đó à? Dạ không, tạm thời bây giờ con chưa nói được. Nhưng nếu như mà thầy tin con xin thầy hãy tìm cách khác đi. Ta đã hiểu rồi. Dạ. Tại sao anh xen vào chuyện của tôi? Anh đừng để tôi điên lên đó. Tôi không thể nào thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, người bị hại là thằng bé vô tội này. Anh nói lên kinh thi làm quan để đòi công bằng cho dân lành, rốt cuộc ngươi cũng như hắn, đứng về phía kẻ mạnh. Tất cả các người đều như nhau, một lũ quan lại sâu bọ bức hại dân đen. Đã vậy thì tôi cho anh hay, nếu anh mà làm tới, tôi sẽ không nể anh nữa. Tôi sẽ cho anh đi đời theo hắn, một lũ tham quan ô lại.
Cứ cho là khi trước anh là dân đen, bị ức hiếp, là kẻ yếu thế. Nhưng mà kẻ mạnh bây giờ là anh đó. Anh đứng trong bóng tối, dùng ma thuật hắc ám để hại người. Tôi sẽ cho anh thấy quan lại cũng có dám bị được. Không phải ai cũng như anh nghĩ. Nếu vậy thì từ nay trở đi tôi với anh sẽ là đối thủ. Anh có chuyện gì thì đừng trách tôi. Tuy là có người ta tham lam độc ác, nhưng mà họ cũng biết sợ ma quỷ thần thánh, biết quay đầu ăn năn và hối cải. Tôi không tin. Tôi sẽ làm mọi cách để cứu thằng nhỏ tội nghiệp này, và tôi sẽ coi như đó là thử thách bản lĩnh quan trường của tôi. Còn nếu không, chẳng thà tôi đừng bao giờ thi đậu làm quan làm gì nữa. Rốt cuộc thì ngươi cũng giống như tên án sắc đẳng mà thôi. Cẩn thận đó, có chừng đó đó. Có chuyện gì mà ông ta quay lại? Dạ con không biết. Ra ngoài đi. Dạ. Có chuyện gì mà ngài quay trở lại đây? Ta tới đây để nói cho ngươi biết là ta đã biết ý định của ngươi. Chắc ngươi thắc mắc tại sao ta biết. Bởi vì năm xưa ta cũng đã từng làm giống ngươi, nhận bài của tên tử tù rồi bỏ mặc cho hắn chết. Có lẽ bây giờ ta đang bị quả báo. Ý của ông là ta đã làm đúng như những gì ngươi đang làm, giếm tiền của tên tử tù rồi lơ đi. Kết quả là bây giờ con ta như bị ma ám, suốt ngày cứ chỉ mặt ta tố cáo chuyện xưa, mà chuyện này không ai biết hết, chỉ ngoài trừ ta thôi. Nếu biết sợ thần thánh hay dai thì đừng đi theo vết xe đổ của ta. Ông tính đem chuyện ma quỷ ra để hù ta, tưởng ta sợ sao? Ta không có hù ngươi. Ta chỉ kể chuyện cho ngươi nghe thôi. Cứ quan sát con ta rồi ngươi sẽ biết. Không lẽ chuyện nghiệp báo là có thật? Nếu vậy ta giết mớ bạn này thì sau này con ta cũng... Ông này chức cao bổng hậu hơn mình mà còn bị làm ra như vậy, huống chi chức quan cỏn con như mình. Lính! Dạ. Dạ quan kêu con. Ngươi cầm số bạc này trả cho quan án và lên quan phủ báo rằng con quan án bị tâm thần bất định, gây tai nạn chứ không có ý giết người, rõ chưa? Dạ. Không lẽ tình cử hiền nói đúng, con người vẫn có lòng trắc ẩn, vẫn biết sợ trời đất. Không, đó là do hắn ta sợ bị báo thù, chứ không phải hắn ta ăn năn. Ta phải tiếp tục báo thù. Ta phải tiếp tục báo thù. Em rồi, thả nó ra đi. Nhân ơi, Nhân ơi, anh đâu rồi? Anh có ở đây không? Anh đâu rồi? Anh ra đây đi. Sao hả? Đã kiếm mọi cách để cứu chữa vẫn không được đúng không? Tôi đã nói với anh rồi, lão già đó phải đau khổ tới chết. Làm sao để cho thằng nhỏ tỉnh lại? Anh nói đi. Tại sao tôi phải nói với anh? Thầy tôi từ trước rồi, anh còn muốn gì nữa? Quá trễ rồi. Tôi muốn lão ta phải nhìn thấy con lão ta chết. Anh đừng để tôi phải hại anh. Tôi nói cho anh biết, chỉ cần một điểm của ở mộ thôi
thì vĩnh viễn cuộc đời này anh sẽ không đầu thai được. Anh nhắc tôi đó hả? Anh nên nhớ tôi là một con ma. Chỉ có một cách, muốn cứu thằng nhỏ, cha nó phải ra đầu thú. Nếu nói ra thì lão ta sẽ đi tù. Anh cá không? Tôi dám cá là ông thầy đạo đức giả của anh sẽ không dám làm điều đó. Anh nói cái gì? Ra đầu thú? Nhưng anh không được chỉ đường cho lão ta. Nếu anh chỉ ra một câu, anh sẽ chết ngay lập tức. Nói cho anh biết, anh đã thi đậu rồi, chết sớm quá sẽ không thể làm quan để ăn hối lộ đâu. Tiếc lắm đó. Làm con người thấy chết mà không cứu, thấy thầy tôi gặp nạn mà không thể nào đền ơn đáp nghĩa được thì có làm quan cũng hỏng thôi. Và suốt cả cuộc đời này sống dằn vặt lương tâm mà thôi. Ngươi! Con nói sao? Thầy phải ra đầu thú à? Người bạn hôm trước đi cùng với con chính là người đó. Hèn gì đêm đó thầy hãy tha lỗi cho con. Con không còn cách nào khác phải dẫn anh ta về nhà thầy. Nhưng nếu không cho thì anh ta cũng bám theo. Con nghĩ là tha mình chủ động còn hơn. Nhưng không ngờ thi cử cứ kéo dài ra, khiến cho con trở tay không kịp. Đó là nghiệp chướng ta gieo, ta phải gặt. Con không phải tự trách mình. Thì ra âm hồn của người đó muốn ta ra đầu thú. Còn về phần em nhân, ta chỉ cần đi lấy xương cốt của người tử tù năm xưa đem đi cải táng và xây cất đàng hoàng thì em nhân sẽ khỏi bệnh. Thật ra anh không nói tôi cũng sẽ từ quan lui về ở ẩn, ăn năn hối lỗi. Năm xưa tôi có lỗi với anh, nay tôi xin tạ tội. Xin anh hãy tha cho con tôi. Tôi hứa sẽ an táng anh đàng hoàng. Mong vong hồn của anh được siêu thoát. Anh thấy chưa? Không muốn. Tôi muốn thù hắn ta cho tới chết. Nhưng bây giờ tự nhiên hắn lại ăn năn hối cải thì tôi còn cớ gì để ở lại trần gian chứ? Khi lòng anh không còn cảm giác hận thù thì lúc đó nó sẽ trống rỗng. Tôi nói có đúng không? Hãy tin tôi đi, rồi anh sẽ cảm thấy nhẹ lòng, sẽ được thanh thản hoàn toàn. Anh đi đi, đừng ở lại đây nữa. Về nơi không ân oán, không hận thù, nơi đó chỉ có an lạc. Bây giờ thì tôi lại nghĩ khác. Có chuyện gì? Anh sẽ là một ông quan tốt. Phế trị bá bệnh đây.
Chạy tới chồng ổng đi. Cảm mạo thương hàn, bổ gan thì phế, để ba bệnh đây. Ê, đi chưa? Thuốc A. Đi hết đi, mấy đứa nhỏ kia. Đi hết đi. Cảm mạo thương hàn, bổ gan tỳ phế, trị bá bệnh đây. Thầy ơi, hả? Ở đây ai cũng khỏe mạnh vui vẻ như vậy á. Thôi mình đi dùng khác đi thầy. Ta già rồi, cái nghề thuốc ngày càng khó, nuôi thân không nổi. Chắc sau này khó đèo bồng thêm con á, tách ra làm ăn, lấy vợ sinh con mà ăn cư lạc nghiệp. Thầy ơi, con ngốc như vậy á thì ai mà lấy con chứ. Với lại á, 3 năm theo thầy học được chỉ mỗi cái bệnh chữa mắt thôi. Thời gian đầu á, tạm thời ta chưa có đi đâu xa, có gì cần cứ hỏi. Dạ. Dạ thầy Lan đây nè anh. Rồi rồi, cảm ơn nha. Dạ. Thầy, thầy có chữa đau mắt không thầy? À, chữa đau mắt á, là nghề gia truyền của thầy Lan trẻ này. Mà ai bệnh vậy? À dạ, là tiểu thư nhà Phú Ông, bị đau mắt 3 năm nay rồi mà chữa hoài không có khỏi thầy. Đang có nguy cơ mù luôn đó thầy. Mà Phú Ông con rau á nha, ai mà chữa khỏi mắt á là gả con gái luôn. Nhưng mà thầy đây trẻ quá. À yên tâm, đại đệ tử của ta sẽ là rể của Phú Ông. Nói đi, nhà nhạc gia tương lai của hắn ở đâu? Tiểu thư cho một câu đố, đoán ra mới biết nhà ở đâu. Thầy ơi, cái vụ này khó quá. Không thôi mình bỏ qua luôn đi thầy. Đố sao, nói nghe thử. Dạ thầy nhìn con nè. Dạ con đi nha thầy. Cái gì kỳ vậy? Vậy nghĩa là sao á thầy? Nhà ở trong cái áo hả? Hay rồi, ngươi đã gặp một tiểu thư rất là thông minh. Nhà nàng á là nơi dệt vải, vậy thôi, kiếm sưởng tơ lụa tìm tới là đúng. Đi đi, vận may của ngươi tới rồi đó. Vận may á thầy? Thôi lỡ con làm người ta mù luôn á thì có mà đại nạn á, chứ vận may gì thầy. Thôi con không đi đâu, thầy đi đi. Đừng lo, ta sẽ chỉ cho con hút thuốc. Vậy con á chỉ chữa bệnh thôi đó, còn cái vụ mà cưới gả con không chịu đâu. Đã tiểu thư rồi á mà còn thông minh hay nói chữ nữa, con nhức đầu lắm thầy ơi. Chỉ cần hạn chế nói, vắn tắt là vậy. Tôi nghe nói thầy Lan cao tài ấn lắm. Tôi hy vọng là lần này con bé nhìn lại được bình thường. Đây, thuốc mỡ á thì bôi, thuốc bột á thì uống, 3 ngày sẽ khỏi. Thuốc mỡ thì bôi, thuốc bột thì uống, 3 ngày là khỏi. Chỉ vậy thôi sao? Dạ, vắn tắt vậy thôi. Xin phép tôi về trước. Chắc đây đúng là tài giỏi rồi, nên rất tiết kiệm lời. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Nhìn chàng sao cha? Nè, con cứ lo uống thuốc đi, mai mốt sáng mắt lại á, đo nhìn mặt mà bắt hình dong. Thầy, vậy mà chuẩn bị đón vị hôn thê kìa. Thầy nói con hả thầy? Ở đây có 2 người, không lẽ ta nói ta? Cái cô gái mà ngươi chữ mắt đó, hôm nay á sẽ muốn nhìn thấy vị hôn phu.
Rồi chuẩn bị đi. Thầy, thầy chọc con hoài à thầy. Người ta là tiểu thư đại cát cành vàng lá ngọc, người ta có ăn học đàng hoàng, còn con á chỉ là thằng ngốc thôi. Nàng ta mà thấy con á, nàng ta sẽ cười cho đó. Nhưng mà đây á là số phận của ngươi. Giờ chỉ cần học thuộc ba câu này thôi, ngươi sẽ được chọn. Thầy Lan Trẻ ơi, đó, nhớ thuộc cho kỹ thầy Lan Trẻ. Làm gì chạy như ma đuổi vậy? Nó ngồi chần chừ ở đây nè. Dạ chào thầy, con tới báo tin mừng rồi nghe. Có chuyện gì? Dạ mắt tiểu thư con á khỏi rồi, nhìn thấy được rồi. Bây giờ ông con á cho mời thầy Lan Trẻ qua nhà bàn lễ cưới. À dạ. Đó, thấy điều ta nói có linh không? Giờ biết phải làm gì rồi chứ. Ừ, con làm gì thầy? Được rồi, để từ từ ta tính chữa. Dạ. Này nè, hả? Bây giờ ta gánh ngươi hay là ngươi gánh ta hả? Ủa, anh hỏi vậy là sao? Thì đường ai đấy đi chứ gánh là gánh cái gì? Ta chỉ muốn cho đường đi vui vẻ thôi, còn ngươi không muốn thì thôi. Ê ê ê, anh ơi. Ngó ngon lành vậy á, không biết có tới miệng không? Trời đất ơi, lúa người ta gieo xanh mơn mởn như vậy mà anh nói tới miệng không tới miệng là sao? Gì kỳ vậy trời? Kêu khóc như vậy không biết chết hay là không chết hết. Trời đất ơi, người ta chết như vậy mà nói là chết hay không chết. Thôi chết rồi, kỳ này tiểu thư mình cưới ngay thằng khùng thần điên rồi. Ừ. Tiểu thư, chàng đâu rồi? Mau nói cho ta nghe, người thấy chàng ra sao? Dạ, ổng ở ngoài nhà ngang á tiểu thư. Mà con thấy ổng á không có được chút nào hết. Sao không được? Đại thuốc á thì tạm tạm, nhưng mà tính tình á không có bình thường, cứ như người dở hơi vậy đó. Nói những câu ngây ngô không đầu không đuôi. Chàng nói gì mà người nói chàng ngây ngô? Đó tiểu thư coi, mạnh ai nấy đi mà ổng hỏi con là ông gánh tôi hay là tôi gánh ông. Lúa người ta xanh mơn mởn vậy mà hỏi lúa có tới miệng hay không. Đi ngang đám tang á, người ta khóc rần trời lên hết, vậy mà ông hỏi có chết hay là không chết. Vậy không khùng chứ là gì? Tiểu thư, tiểu thư tính lấy ông khùng thiệt hả? Chàng không phải khùng đâu. Câu đầu tiên á mà chàng muốn hỏi ngươi, ngươi và chàng ai sẽ là người dẫn đường cho đoạn đường bớt dài đi. Câu kế là không biết chủ ruộng này có bán lúa non hay không. Câu thứ ba là người chết có được lưu danh hậu thế. Chàng nói những câu quá ẩn ý cao sâu nên ngươi không hiểu kịp thôi. À, con hiểu rồi. Không ngờ ý trung nhân của tiểu thư á cao siêu dữ, vậy mới xứng đáng làm chồng tiểu thư chứ. Chà, công nhận ha, bên nhà vợ ngươi cũng lo cho ngươi dữ ha. Mai nguyên bộ đồ đẹp, vừa dặn ghê vậy. Coi như là ta xong bổn phận với ngươi nghe. Lấy vợ thì lo chí thú làm ăn. Thầy à, sao thầy không ở đây mà thầy định đi đâu? Thầy đi rồi mà nào giờ có chuyện gì con cũng cầu cứu thầy. Đừng có chuyện gì con biết hỏi ai. Không có được nói cái chuyện mà ta dạy ngươi cho vợ ngươi nghe nghe chưa. Vợ ngươi là người thông minh, nói gì nghe nấy là được rồi. Nó biết con ngốc á thì nó đuổi con đi. Lúc đó con kiếm thầy ở đâu? Có duyên ắt gặp lại, đừng có lo. Thôi đi đi. Dạ. Thầy. Được rồi, đi nghe. Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe nha thầy. Đi.
đi đi con. Dạ, con đi. Cái thằng coi ngốc vậy đó, nhưng được cái sống có tình cảm. Chàng thiệt là vô tâm, chịu làm nhạc phụ thì cũng vừa vừa thôi. Để ta phải đợi tới nửa đêm như vậy. Hôm nay ngày vui của chúng. Con muốn uống nữa, muốn uống nữa mà. Giờ uống cái gì mà uống quá trời vậy à? Nhiệt tình thì vừa vừa thôi, nhiệt tình mà quên luôn từ chối à? Uống nữa nhục rồi, uống tiếp nữa nhục rồi. Chàng ơi, chàng dậy đi. Sao chàng cứ ngủ hoài vậy hả? Người ta ngủ mà. Sao suốt ngày chàng cứ ngủ hoài vậy? Nhưng mà dậy ta không đâu biết làm gì đâu. Thiếu gì chuyện để làm. Lúc ra riêng á, cha rồi cất cho mình một ngôi nhà khang trang, tươm tất đầy đủ, có kẻ hầu người hạ. Nhưng mà thiếp không có chịu. Thiếp nghĩ với sự thông minh tài giỏi của chàng thì vợ chồng mình sẽ tự gây dựng cơ nghiệp thôi. Ai ngờ suốt ngày chàng chỉ biết ăn và ngủ. Có bao nhiêu việc để thiếp làm hết, sao thiếp kham cho nổi? Ừ, cái gì á, nàng cũng làm hết rồi, ta có biết cái gì đâu mà làm. Chàng phải kiếm cái gì làm ăn chứ. Không phải chàng có nghề thuốc giỏi lắm sao? Nghề gì đâu, ta theo thầy 3 năm á, chỉ học theo mỗi món chữa mắt đó thôi. Ai biểu á, gia nhân của nàng gọi ta là danh ni, chứ ta đâu có tự xưng bao giờ. Chỉ còn những lời đối đáp thông tuệ của chàng đâu. Cái đó thì thầy mớm lời cho ta, ta học lại thôi. Ta nhớ được á là cũng trần ai lắm rồi. Nàng nghĩ sao mà ta tự nói được những câu đó chứ. Thầy muốn ta lấy được nàng nên thầy căn dặn ta là không được nói ra. Ủa, nhưng mà nàng làm ta nói ra hết rồi. Thôi, bây giờ nếu không có nghề thuốc á thì buôn bán vậy. Buôn bán hả? Từ trước tới giờ ta có buôn bán bao giờ đâu mà buôn với bán. Không biết thì tập. Ban đầu mình bán cái gì vốn nhỏ, dễ bán chút. Chẳng hạn như bán đồ ăn. Đồ ăn hả? Ta thích đồ ăn lắm. Đây, chàng mua bánh, thiếp đưa cái mẹt này cho gọn, để cho người ta mua. Đây là tiền vốn, nhớ bán xong cất kỹ, không để rơi đó. Được rồi, ta hiểu rồi. Nhưng mà mua bánh ở đâu? Mua bánh ở lò bánh. Nhưng chàng phải nhớ câu này: buôn đầu chợ, ăn cuối chợ. Chàng hiểu không? Buôn đầu chợ, ăn cuối chợ. Thầy dặn mình là vợ nói cái gì á mình cũng phải cật, để vợ khỏi nghĩ mình ngu. Ta hiểu rồi. Thôi, ta đi nha. Ăn đi bà con ơi, ăn lớn nè. Ăn đi bánh ơi.
tao. Cô bánh đi cậu. Cô à, cái mạt bánh này bao nhiêu vậy cô? Bộ cô mua hết mạt hả? Dạ, cả mạt luôn. Tôi mua để bán á. Cậu mua về để bán hả? Ủa mà sao cậu không tới lò mà mua? Tôi mua ở lò là giá sỉ, rồi về đây bán lẻ. Cậu mua của tôi á, rồi bán lại sao có lời? Cô cứ bán đi. Tôi á phải làm đúng theo lời vợ tôi dặn mới được. Nè, cái này á là cậu nói nha, chứ tôi không có muốn lừa cậu đâu. Cái cô này, tôi có nói là cô lừa tôi đâu. Bao nhiêu tiền á, cô cứ nói đi. Rồi rồi. Lấy cho ta miếng này đi, lấy cho ta miếng lớn này. Bây giờ á, mình đã mua cái mạt bánh này rồi, nhưng mà còn câu nói của vợ là sao ta? Buôn đầu chợ, ăn cuối chợ. Chắc ở đây là cuối chợ rồi. Gà ta đi anh, gà đi. Câu đầu á là buôn đầu chợ. Ê, câu sau á thì quá dễ rồi, ăn cuối chợ. Vậy thì mình bắt đầu ăn đây. Mới biết làm thương nhân khổ tới mức nào. Ăn nhiều cũng mệt lắm chú bộ, có khỏe gì đâu. Bây giờ ăn xong rồi chắc vợ hài lòng lắm. Ủa, nhưng mà bán bánh ở đâu? Vợ chị nói là mua ở đầu chợ, ăn ở cuối chợ. Cái gì? Chà ăn hết mẹt bánh hả? Thì ở cuối chợ ta ăn bể bụng luôn á, cũng ráng làm theo lời của nàng. Sao, nàng thấy ta có giỏi không? Buôn đầu chợ tức là muốn bán cái gì phải ngồi ở đầu chợ, vì chỗ đó đông người. Ăn cuối chợ là muốn mua cái gì thì ra ở cuối chợ, vì chỗ đó bán rẻ hơn. Chàng không hiểu, sao không chịu hỏi? Thì ra là như vậy. Hèn chi ta ăn xong á thì ta cứ nghĩ, ủa bán ở khúc nào? Làm lại. Lần này chàng lấy dạy ở nhà đem đi bán đi. Được đó. Khỏi đi mua cho phức tạp. Nhưng mà bán ở đâu? Nàng nói đi, nhưng mà đừng có nói chữ nữa. Chỗ nào đông người thì chàng tới bán. Chỗ đông người. Được, ta hiểu rồi. Giải đây, giải thượng hạng đây, giải đây, giải thượng hạng á, mua giải đi mấy em. Mấy đứa ơi, mua giải đi, giải đẹp lắm á, mua giải về mai áo mới nha. Dạ, tụi con không có tiền mua. Không có tiền hả? Không có tiền chú ơi. Bên này không có tiền, bên này có tiền, mua giải đi. Chú ơi, chú gánh ở chỗ khác bán đi, ở đây tụi con không có tiền. Ở ngoài chợ, bây giờ nghỉ rồi, đâu có biết gánh ở đâu. Chị ở đây đông mới bán được thôi.
chỗ nào không có được bình thường. Mua giải đi mà. Mai ông mới nè con. Dạ chào thầy. Ừ thôi tới giờ học rồi tụi con vô lớp. Dạ. Ủa vô học hả? Đi học không có tiền thì làm sao mua giải của mình? Thôi mình đi chỗ khác. Chẳng đem băng ở lớp học. Thì nàng dặn ta là chỗ nào đông người thì bán, chỗ đó là đông người nhất rồi. Đông người là chỗ đông người lớn đó. Đông người lớn hả? Thôi bây giờ chàng đi bán tiếp đi. Nhớ nếu không được 4 quan mỗi tấm thì đừng có bán nghe không? 4 quan một tấm. Ta biết rồi. Thôi ta đi bán tiếp nha. Giải thượng hạng đây. Ai mua giải không? Giải thượng hạng đây. Mua giải đi. Trời ơi giải sáng giờ không bắt được con nào luôn á. Tụi bay ơi có cá rồi. Có cá rồi. Giải thượng hạng đây. Bên kia có đám đông, toàn những người không mặc áo. Chắc là họ cần mua giải của mình á để may áo mặc. Giải đây, giải thượng hạng đây, mua giải đi, giải thượng hạng đây. Mấy anh ơi, giải thượng hạng đây, mấy anh cần áo mặc á, tôi bán để cho mai áo mặc ha. Mày khùng hả mày, có ai bắt tôm bắt cá mà mặc áo bao giờ không, đi lên sắm trên mà bán. Đúng rồi, ông nội. Dạ, dạ. Nãy khùng mày ơi. Thôi bắt tiếp đi. Ai mua giải không? Giải thượng hạng đây. 4 quan tiền 1 khúc giải thượng hạng đây. Ai mua giải không? Giải thượng hạng đây. Ông ơi, ông mua giải không? Ông hả? Ông mua giải đi. Được rồi ta mua. Dạ 4 quan tiền 1 khúc giải, nhưng mà ông chịu giá đó thì con mới bán được nha. Được, nhưng mà ta không có mang tiền, bán thiếu nghe. Chịu giá 4 quan mỗi tấm là được à. Vậy gói cho ta 2 tấm đi. Ta mua chịu nghe. Dạ. Lần sau gặp mới trả nghe. Dạ được rồi. Ông bỏ vô vỏ nha. Rồi đó. Thưa ông, con đi. Ai mua giải không? Giải thượng hạng đây. Bán kiểu mà xong hỏi nhà cửa mình ở đâu hết, rồi sao biết đòi tiền. Đúng là thằng khờ. Vợ ơi, ta về rồi nè. Coi điệu bộ chàng vui vậy, chắc lần này bán được hả? Từ từ á, để ta kể cho nghe. Chuyện là vậy, ta đi tới chỗ đó thì tự nhiên có một ông cụ đến đòi mua giải. Một ông cụ đòi mua giải hả? Mua 2 tấm luôn. Mỗi tấm 4 quan. Ông mua luôn, không cần trả giá. Vậy tiền bán đâu? Chàng đưa cho thiếp, để thiếp đi mua màu về nhuộm giải nữa. Tiền hả? Đâu có đâu. Chẳng phải chàng nói là bán được 2 tấm? Thì đúng rồi, bán được 2 tấm, nhưng mà bán thiếu. Bán thiếu hả? Thì ta bán 4 quan 1 tấm đúng theo lời nàng dặn đó. Rồi ông nói chừng nào ông trả tiền? Chàng có biết nhà ông ở đâu không? Hả? Ta quên hỏi nhà. Nhưng mà sao nàng không dặn á là không được bán thiếu. Thôi chắc chàng không quen bán giải. Thôi để ngày mai đem đổi nén vàng thành bạc để có vốn buôn bán cái khác. Đổi vàng ra bạc, đổi vàng ra bạc.
kỳ này á, ta phải lập được chuyện cho vợ ta vui mới được. Đổi vàng ra bạc, đổi vàng ra bạc, đổi vàng ra bạc. Ê, ê, con gà quỷ quái kia sao ăn hiếp người ta vậy? Mày hả? Đi 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 đi. Đồ độc ác, lần sau tao mà gặp mày á, tao lấy cây tao đập mày luôn á. Chết rồi, cục vàng của mình đâu rồi? Chết rồi, vàng vàng xuống mương rồi. Cái gì? Chàng quăng nén vàng xuống mương rồi? Ừ, nhưng mà ta cứu được con gà tội nghiệp đó, nó xém bị con gà độc ác kia đánh chết đó. Giải thì chàng không bán được, vàng á thì chàng cũng để mất. Nén vàng đó là số vốn cuối cùng của thiếp, mình ra riêng rồi không thể nào cứ hết á là lại về xin cha được. Giờ lấy đâu ra tiền làm vốn đây? Ta thôi thì bây giờ đứt ruột, đem con vàng đi bán lấy tiền vậy. Bán con vàng hả? Nhưng mà nàng thích nó lắm mà. Biết vậy nhưng đâu có còn gì để bán đâu. Ồ, bán con vàng thôi được rồi, để ta mang đi bán. Nhưng mà kỳ này bán bao nhiêu? Quan tám tiền ngay, quan tư tiền chịu. Quan tám tiền ngay, quan tư tiền chịu. Ta nhớ rồi. Ai mua chó không? Quan tám tiền ngay, quan tư tiền chịu. Chó vàng khôn lắm, ai mua chó không? Ai mua chó không? Trả tiền liền thì tới quan tám, mà mua thiếu có quan tư à. Mua tiền mặt mắc hơn mua thiếu hay sao? Thằng này á, nó có khùng không trời? Chắc chó là đánh bả được chứ gì. Thôi đừng có mua, đi bà. Ừ. Ai mua chó không? Bán thiếu rẻ hơn bán đứt. Ý người bán này muốn mượn cớ đi đòi tiền thiếu để được gặp lại con chó cưng. À, đúng là người có nghĩa. Ê, mua chó ha không? Ông mua chó? Ta mua con chó này, ta mua thiếu nghe. Ông, bữa trước ông mua dạy của con, ông còn chưa trả tiền mà. Đúng rồi, thì ta mua con chó này, ngươi tới nhà ta, ta trả luôn món nợ cũ. Nhà của ông hả? À. Dạ, được rồi, nhưng mà ông phải cho con biết nhà của ông ở đâu. Ông tính lừa con hả? Con biết rồi đó nha. Ừ, ta đâu có lừa ngươi, tại nhà ngươi không chịu hỏi thôi. Nè, ta nói nhớ nghe. Dạ. Nhà của ta ở cái làng, mà đầu làng đó đó, hữu thủy vô ngư, hữu ngư vô thủy. Còn nhà của ta là hữu kim vô chỉ, hữu chỉ vô kim. Nhớ không? Dạ con nhớ. Làng thì hữu thủy vô ngư. Hữu ngư vô thủy. Đúng. Nhà thì hữu chỉ vô kim. Hữu kim vô chỉ. Đúng, đúng không ông? Đúng. Dạ, để con đưa con chó cho ông. Con đưa con chó này cho ông nè. Ừ, nhớ tìm cho được nhà ta, ta trả tiền cho nghe. Dạ. Đi à. Dạ. Cuối
cùng thì mình cũng làm được một chuyện cho tới nơi tới chốn rồi. Lần này á thì mình sẽ tìm được thôi. Nhưng mà Hữu Thủy Vô Ngư là cái làng nào? Còn cái nhà Hữu Kim Vô Chỉ nữa. Đố mẹo như vậy sao mà kiếm ra chứ? Hay là ông ấy cố tình lừa mình? Mà ngu thiệt, hồi nãy sao mình không chịu đi theo ổng vậy ta? Bà ơi, bà cho con hỏi. Hỏi gì cậu? Thủy với Ngư là cái gì vậy bà? Thủy với Ngư mà cũng không biết nữa. Bộ nào giờ cũng đi học hả? Thì dạ, con không có đi học. Thủy là nước, Ngư là cá. Dạ, bà giỏi thiệt á. Vậy con hỏi bà nha, một cái làng mà Hữu Thủy Vô Ngư á, Hữu Ngư Vô Thủy á, là cái làng nào vậy bà? Tức là có nước á mà không có cá, mà có cá lại không có nước. Dạ, vậy mình kiếm cái làng nào mà có nước mà không có cá, có cá thì không có nước hả bà? Chà, làm gì có cái làng nào vậy? Ủa, sao vậy bà? Chỗ nào có nước mà không có cá, mà có cá mà không có nước làm sao nó sống? Mình ngu thiệt á. Đã vậy có kim mà không có chỉ nữa. Xịn ngốc ơi là ngốc. Mình thiệt là... Cô ơi, làm ơn cho hỏi, cái làng nào mà có nước mà không có cá, có cá mà không có nước, cái nhà nào mà có chỉ mà không có kim mà không có chỉ? Làng nào mà kỳ vậy ta? Tôi không biết. Dạ. Trời ơi, tội nghiệp, coi sáng sủa vậy mà bị khùng vậy ta. Hai anh ơi, làm ơn cho tôi hỏi. Chàng đi đâu mà giờ này mới về? Làm thiếp lo quá. Ta làm mất con chó nữa rồi. Mất con chó? Đầu đuôi sao? Chàng kể cho thiếp nghe coi. Thì ta mang con vàng đi rao bán hoài mà không có ai mua. Rồi tự nhiên có ông bữa trước mua vải thiếu xuất hiện đồ mua chịu. Vậy là ta bán. Cái ông hôm trước mua vải thiếu, vậy chàng cũng không hỏi nhà ông ở đâu hả? Có, ta hỏi chứ, ta đâu có ngu. Nhưng mà ông ấy cố tình lừa ta. Ông nói gì mà chàng nói là ông cố tình lừa chàng? Ông nói như vậy nè, nhà ông á ở một cái làng mà đầu làng Hữu Ngư Vô Thủy, Hữu Thủy Vô Ngư, còn cái nhà ông á thì Hữu Kim Vô Chỉ, Hữu Chỉ Vô Kim gì đó. Ta đi hỏi khắp nơi rồi mà làm gì có, có chỗ nào mà có cá mà lại không có nước lại. Khoan, còn ông đó không có lừa chàng đâu. Nàng nói vậy là sao? Ngày mai chàng đi kiếm cái làng nào có cái giếng ở đầu làng và có cái điếm canh, có cái mỏ hình con cá là đúng đó. Nàng tài thiệt đó. Nhưng mà còn cái vụ mà có kim không chỉ mà có chỉ không kim là sao? Chàng tới làng đó kiếm cái nhà nào có hàng cây dăm bụt lớn, trên đó có dây leo tơ hồng là đúng. Tơ hồng là chỉ mà không kim, đúng rồi. Báo hại, ta buồn lo sợ suốt cả buổi chiều luôn, suýt nữa không dám về nhà. Đúng là đây là cổng làng rồi.
Hội thị vô ngư, hội thị vô ngư. Hữu thị vô ngư. Cái điểm canh thành con cá. Hữu ngư vô thủy. Vậy là đúng ở đây rồi. Không biết là ra hôn nữa. Đúng là dây tơ hồng rồi. Đúng là hàng gào cây gai có dây tơ hồng văng. Hữu chỉ vô kim, hữu kim vô chỉ. Đúng là cái nhà này rồi. Con vàng. Ông gì đó ơi. Ai đó? Dạ con đây. Con đây. Ông. À, ông đây rồi. Tìm được nhà rồi phải không? Dạ đúng rồi. Ông á cũng kỳ ghê vậy á. Đã mua thiếu mà còn đánh đố con nữa. Làm cho con phải đi tìm ông suốt cả buổi chiều hôm qua luôn mà không gặp. May á mà con về nhà, vợ con chỉ, con mới tìm được tới đây á. À, thì ra vợ cậu tìm được cái nhà này chứ không phải là cậu. Vợ con á thông minh lắm, cái gì cũng biết hết trơn á. Người đàn bà này chắc phải là bậc kỳ tài. Vợ của cậu tên gì vậy? Dạ vợ con tên Lài. Lài? Dạ có gì không ông? Không, trước lạ sao quen. Tới đây rồi ăn cơm với tôi một chén rồi về ha. Ăn xong rồi tôi trả tiền đem về cho vợ. Dạ vậy thì tốt quá, con đi. Suốt cả buổi đói mềm cả bụng rồi. Mời vô. Dạ. Đây tiền nè, cất từ kỹ nghe, đừng có để rơi rồi vợ rầy đó. Dạ. Còn cái gói này nói tôi tặng cho vợ cậu. Ông thật tốt quá, trả trả tiền cho con rồi, còn đãi con ăn một bữa no bụng nữa, còn gói đồ ăn về cho vợ con ăn nữa. Chắc vợ con vui lắm á. Con cảm ơn ông. Chào ông, con về. Vợ ơi, anh về rồi nè. Lần này anh lấy được tiền rồi, cả tiền giải lẫn tiền chó luôn. Kỳ này á anh xong việc hết rồi đó nha. Sao mà chàng đi lâu quá vậy? Chuyện dài dòng lắm. Vợ ngồi xuống đi, anh kể cho nghe. Quả ra ông cụ đó cũng được lắm. Cụ đãi ta một bữa ra trò luôn. Ổng còn hỏi ta là làm sao nàng đón ra nhà ổng ở đâu nữa. Có vẻ ổng nể nàng lắm đó. Vậy sao? Ổng có vẻ là thầy đồ, nhà đầy chữ luôn. Hèn chi ổng thích nói chữ. Với lại ổng còn hỏi tên nàng nữa. Thầy đồ? Cho ăn xong á, lúc về ổng còn đưa cho ta cái này, nói là kêu ta phải đưa tận tay nàng. Chắc là đồ ăn đó, nàng ăn đi. Nè, nàng giữ tiền đi. Ta mệt rồi, ta vô ngủ một chút. Thầy đồ thích nói chữ, hỏi tên mình. Người này muốn ngạo mình đây. Con vợ khôn lấy thằng chồng dại, nhưng bông hoa lại
cắm lại cất trâu. Không biết ta đùa có quá trớn chăng? Người lanh trí vậy ắt sẽ suy ra thâm ý của ta là qua lại cắm bãi phân trâu. À, không biết rồi nàng ta sẽ phản ứng ra sao. Lỡ gặp phải người hay nghĩ ngợi làm chuyện dại dột, chắc ta ân hận lắm. Bây giờ phải làm sao? Phải, mình làm vậy là đúng. Có sống tiếp cũng chẳng thay đổi được gì. Kìa, cô bé, lội xuống dưới làm gì vậy? Đi chỗ khác để người ta bắt cá. Cô làm cá nó sợ nó chạy ráo trọi rồi. Con xuống trước mà. Cái chỗ này là chỗ người ta bắt cá, đi chỗ khác. Trời ơi. Ông ơi. Hả? Sao ông xuống nước bắt cá mà ông không cởi đôi hài ra? Đúng là đồ ngốc. Ta đi bắt cá, ta lội xuống nước, kêu ta cởi xỉu hài ra, ướt chân ta rồi sao? Ông ơi. Hả? Cái lờ của ông rách hết rồi, sao bắt cá được? Ta bắt cá kiểu nào kệ ta. Đi chỗ khác đi. Thì ra trên đời này vẫn còn có người đần hơn chồng ta. Sao ta phải chết chứ? Vậy ông ở lại bắt cá vui nha. Ta biết mà. Người khôn như con á, đâu dễ gì đầu hàng dữ vậy. Chàng, dậy đi, dậy đi, dậy thích nói chuyện nè. Sao, nàng định kêu ta đi bán nữa hả? Ta không đi đâu. Không phải đi bán. Chàng rửa mặt cho tỉnh đi, rồi đi ra ngoài với thiếp. Quan quan thư cưu tại Hà Chi Châu. Chàng đọc đi. Thôi, cái sách này chỉ để con nít thôi, chứ sao nàng lại bắt ta học chứ? Thì phải học từ đầu chứ sao. Ta từng tuổi này rồi, suốt ngày chỉ buồn ngủ thôi, chẳng nhớ được bao nhiêu hết. Đầu óc ta lại khù khờ nữa. Thôi, ta không muốn học. Thôi, nàng cho ta đi buôn lại cũng được. Không, chàng phải học tới chừng nào đủ trạng mới thôi. Trạng nguyên tân khoa về lại, giao quyến ra kinh đô. Chàng hiện thế, đó là nhờ nàng, nhờ bông qua lại của ta mà ta mới được hôm nay. Đa tạ nàng. Lại không có nữa. Ông trời ơi, con đi làm thuê làm mướn cho người ta, bị chửi lên chửi xuống mới được có mấy đồng kẽm mua đồ đi câu. Vậy mà sao ông cứ giỡn với con hoài vậy? Ông làm ơn cho con câu được cá để con bán lấy tiền mua gạo ăn ông ơi. Ông trời ơi. Chàng trai này thật tội nghiệp, suốt đời ngao du sơn thủy không có ai bồng bạc. Hay là Thank you.
sao lại là con rắn? Sao lại là mày nữa? Đi chỗ khác chơi đi nghe. Rắn ơi, tao nghèo lắm mà mày đã ăn hết mồi của tao rồi. Mày làm ơn thay cho tao đi. Mày đi chỗ khác chơi đi nghe. Tao phải câu cá nữa. Tại sao lại là mày nữa vậy? Mày phá tao hoài vậy? Mày muốn chết đúng không? Tao sẽ cho mày chết. Tao cho mày chết. Đừng. Đừng giết tôi. Mày, mày mới nói chuyện đó hả Rắn? Đúng rồi. Mày biết nói sao? Là tôi đây. Tôi là hoàng tử con vua Thủy Đệ. Muốn kết bạn với anh nên mới quá đáng. Tự cắn câu nhiều lần vậy đó. Cho tôi theo anh, tôi giúp anh thoát nghèo. Cả cắn câu kìa. Dính rồi Rắn ơi. Nhiều cá quá. Rắn, cảm ơn mày nhiều cho Rắn. Nhờ mày á mà ngày nào tao cũng đầy áp cá hết đó. Tao sắp vào tới nơi rồi đó. Nhưng tôi đói bụng lắm rồi. Tôi sắp xỉu rồi đó. Ờ, vậy hả? Tao xin lỗi, tao quên mất. Tại tao ham cá quá. Thôi bây giờ tao với mày về, rồi tao bắt cá cho mày ăn, chịu không? Đi nha anh bạn. Tại sao mùa này mà bay đen kéo đến kịch kỳ quá? Sao kỳ vậy ta? Rắn, chắc là ông trời ông hồ mưa thôi phải không Rắn? Không phải đâu. Sắp có lục lội chưa từng có đó. Anh chạy trước đi. Đóng bè, kiếm ghe, lẹ lên để không kịp. Mày nói thiệt hả? Vậy, vậy ta phải đi báo cho mọi người biết để còn tránh nữa. Muốn thì báo, nhưng thiên hạ không tin đâu. Bà ơi, bà. Bà. Gì đó? Bà ơi, có chuyện gấp lắm. Chuyện gì? Đây bà sắp có lũ lớn lắm. Bà về á, xem có thuyền bè nào lánh nạn đi. Không hả? Giờ này nắng nôi làm gì có mưa lũ. Bà, con nói thiệt mà. Con nói thiệt đó bà ơi. Thiệt cái gì mà thiệt? Bà nói về định lánh đi nha. Anh ơi, sắp có lũ lớn lắm. Anh lo về chuẩn bị thuyền bè lánh nạn đi. Không là không kịp đâu. Nói chuyện giỡn hả cha? Hùng quá hả? Tôi nói thiệt đó, sắp có lũ lớn lắm đó. Ôi, hùng điên gì đâu có mà. Anh ơi, anh ơi, tôi nói thiệt đó. Sao không ai tin mình hết vậy ta? Thank you.
Ông ơi, ông, ông nghe câu nói nè. Ngày mai á, lụt lớn lắm, ông phải lo chạy đi, không là không kịp đâu. Ông tuổi già sức yếu, nếu có gì á, ngày mai nhớ lên bè của con nha. Cái đồ thằng khùng, lão sinh ra và lớn lên ở đây chưa bao giờ thấy mưa bão vào mùa này nghe mày. Đồ lo bò cắn răng. Ông, con nói thiệt đó, ông tin con đi. Cái gì? Con có người báo mà. Ai báo? Thiên lôi hay thủy thần? Trời quan mây tạnh gì mày nói mưa vào lũ hả? Đừng có dốc, lo làm ăn đi con. Mấy bữa nay người ta đang nói mày là thằng khùng rồi đó. Ông ơi, ông, ngày mai có chuyện gì á thì ông lên bè của con nha. Ông nhớ đó. May quá, lũ cuốn đi đâu. Đúng là cơn lũ lớn chưa từng thấy luôn. Mà sao á, mọi người không chịu nghe ta hả rắn? Tôi nói mà, anh cứ đi đi. Nhưng anh thấy tổ kiến bám trên cành cây đang trôi cạnh mình đó không? Tổ kiến hả? À, có, tao thấy rồi đó. Có một tổ kiến ở túi đằng kia kìa. Vớt nó lên đi. Cái gì? Vớt tổ kiến lên đây hả? Ừ. Tự nhiên vớt tổ kiến lên bè, rồi nó bò tùm lum, nó cắn xương người hết. Ta biết chạy đâu. Nghe lời tôi đi, cứu vật vật trả ơn, sau này anh sẽ thấy. Thôi được rồi, vậy để tôi nghe lại anh vậy. Nhưng mà anh nhớ nói với nó là đừng có cắn tôi nghe không? Để tôi cứu nó. Tao chút nha, bạn tao kêu á, tao vớt mày lại đây. Nè, mấy chú kiến, nhớ nằm yên trong tổ nha. Bò ra là nước cuốn trôi hết á. Rắn ơi, hình như là sắp về tới nhà rồi. Kiểu này chắc trâu bò bị cuốn trôi hết, mai mốt á, dân chúng đói, thế nào cũng đi ăn xin cho bà con. Kìa, đến con chuột mà cũng bị cuốn trôi đi nữa. Anh cứu nó đi. Cứu con chuột đó hả? Ừ. Thôi, chuột phá hoại, để cho nó chết, cứu làm gì. Anh nghe tôi đi, chuột cũng biết ơn đó. Cứu nó đi rồi anh sẽ thấy. Thôi được rồi, vậy để tôi nghe anh thêm một lần nữa. Rắn ơi, hình như là sắp tới bến sông nhà mình rồi đó rắn. Ê, có con gì à, có một con trăng trôi trên sông kìa. Anh cứu nó đi, cứu con trăng đó nữa. Anh nói cái gì? Cứu con trăng đó hả? Thôi, tôi sợ trăng lắm. Nhìn anh ấy nhiều khi tôi còn thấy ớn nữa, huống chi là nó. Thôi, cứu nó lên đây làm gì? Là nó đói, nó quấn tôi chết thì sao? Thêm nó nữa thôi. Nghe lời tôi đi, anh không hối hận đâu. Thôi được rồi, vậy để tôi nghe lại anh. Nhưng mà anh nhớ nói với nó là tôi không phải thức ăn đâu nha. Thiệt, tôi không hiểu nổi anh luôn đó. Tự nhiên cứu mấy con vật này làm gì không biết nữa. Bản thân mình còn lo chưa xong nữa. Anh bạn Trăng, anh ở yên đó nha. Tôi biết là anh đói lắm, nhưng mà anh cũng đừng ăn cái bạn chuột đó nha. Thì chúng ta cùng là người hoạn nạn, giúp đỡ lẫn nhau nha. Nhớ cẩn thận đó nha, Trăng. Ê, Trăng ơi, người kìa, có người chết đuối kìa. Anh đừng cứu người đó. Hả? Mày nói cái gì? Gặp con vật sắp chết mình còn cứu, huống chi đó là một con người mà. Mình cứu một bạn người còn hơn là xây bảo tháp. Sao tự nhiên anh nói tôi không cứu? Cứu nhân nhân trả oán, cứ
cứu tên đó sau này nó hại anh đó. Tôi không tin là anh đâu. Hại hay không là do mình đối đãi với người ta. Nếu mình đối tốt với người á, không lẽ người ta hại mình đúng không? Tin tôi đi, tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Thôi, không được đâu. Tôi không biết là sau này người ta có hại tôi không, nhưng bao giờ thấy chết không cứu là mình là người xấu trước. Tôi không làm gì được đâu, tôi phải cứu người ta. Anh không nghe lời tôi, sau này anh hối hận đó. Anh ơi, ráng một chút, tôi đang tới nè. Nè, nắm lấy cái sợi đi. Ráng lên, ráng lên. Nè, tôi nắm được anh rồi. Ráng lên. Đây, đây. Không sao đâu, anh đừng có sợ. Đây á là anh bạn rắn, là bạn của tôi. Còn bên đó là anh bạn trăng, nhưng mà anh hiền lắm, không có cắn người đâu. Nếu không có anh chắc tôi chết rồi. Ơn cứu mạng của anh chắc tôi trả sao nha. Đó, anh thấy chưa, tôi đã nói với anh là không có sai đâu. Tôi không có nhìn làm người đâu. Anh nói chuyện với anh rắn nè hả? Đúng rồi, tôi nói cho anh biết, nhờ anh bạn rắn này báo mà tôi mới đóng bè, là mới thoát chết đó. Ê anh bạn, nói gì cho anh tin đi. Tôi cảnh báo anh rồi đó, có gì đừng có trách tôi không can. Nó nói gì vậy? Không có gì đâu. Nè, đừng có lo, không sao đâu mà anh bạn. Hình như là tới đất liền rồi kìa. Đúng rồi. Để tôi chèo vô, ngồi yên nha. Con rắn nó kêu anh thả mấy con này đi á hả? Không. Trời ơi, cái con trăng đó là lột da nướng lên á, là ăn no được cả buổi luôn á. Anh đừng có nói như vậy. Tôi cũng đang đói rã ruột đây nè, nhưng mà anh bạn rắn nói là phải nghe lời. Để chút nữa tôi kiếm mấy củ khoai, mình lùi cho ăn đỡ. Ai đời đi nghe lời con rắn. Tôi nói rồi đó, không nghe được có hối. Không sao đâu, đừng có lo. Bà sao anh hay cảm đạm quá vậy anh bạn? Nhà anh ở đâu? Rồi giờ anh tính làm gì? Đi đâu? Nhà tôi ở xa lắm. Quê tôi bị lũ cuốn trôi hết trơn. Tôi thì độc thân một mình, cha mẹ thì mất sớm, vợ thì không có. Vợ tôi tứ cố vô thân, không biết sao. Nhà tôi á chắc lũ cuốn trôi rồi, tôi phải xây dựng lại. Nếu mà anh không có chỗ đi á, thì cứ ở lại với tôi, mình cùng chài lưới với nhau, rồi sống qua ngày, coi nhau như người một nhà. Tôi nói cho anh biết, nhờ có rắn á mà mình chài lưới được lắm. Tôi sẽ cho anh thấy. Hey, tôi cảm ơn anh nhiều nha. Không có gì đâu. Vậy là mình có ba anh em ha rắn. Anh sắp hối lắm. Sao con rắn này nó cứ nói mà anh sắp hối là sao? Tôi không hiểu. Không có gì đâu. Này rắn, anh đừng có nhỏ mọn vậy mà. Ba anh em á, mình đùm bọc với nhau qua ngày, đông vui nha. Anh đợi tôi chút, để tôi ra buộc lại cái bè. Đợi tôi chút nha. Mày đừng tưởng tao không biết mày xúi nó không cho tao ở nha. Mày lan quảng ha, tao cho mày một dao là mày đứt đôi nha mày, biết chưa mày? Hả mày? Tôi biết anh là người xấu, nhưng anh không hại chị được đâu. Ai mà thèm hại thằng Đần đó chứ? Chỉ cần tao ở đây á, dơ vét hết đủ vốn sống tao giọt. Cấm mày nói lại nha. Mày mà nhiều chuyện á, mày biết cái số của mày sao rồi đó, biết chưa mày? Hả mày? Biết chưa mày? Mày hả mày? Sắp tin con rắn này là hoàng tử thủy tài rồi đó. Chưa bao giờ mà câu được nhiều cá như vậy á. Tôi đã nói với anh rồi,
Rắn không có nói dối đâu. Ê, vậy sao mình không chịu á? Sống cái lưới lớn ơi là lớn. Xong rồi hả? Tôi với anh á, kéo chỗ này nè, bao nhiêu cá là mình gom hết. Chị, anh nghe hắn nói chưa? Hắn không lương thiện đâu. Rắn, đừng có lộ mạng quá như vậy. Người bình thường ai không mơ vào. Tôi lại nghĩ khác anh. Tôi thấy sống vậy đủ rồi. Mình còn phải để cho tôm cá lớn lên để người khác bắt nữa chứ. Mình bắt nhiều quá mình ăn cũng đâu có hết đâu. Vậy là mai mốt sợ không có mà ăn rồi đó. Hơi đầu lo người dân. Vậy nè, tôi chán tên này rồi đó. Tôi muốn về thủy cung. Anh xuống chơi với tôi một chuyến, tôi đưa anh về luôn tiện. Anh muốn rủ tôi xuống thủy cung chơi hả? Đi chơi lâu cũng nhớ nhà. Nếu thích thì đi. Dưới đó binh tôm tướng cá lo cho anh đầy đủ, không phải đem theo gì hết. Vậy để vài hôm nữa đi, tôi thu xếp xuống với anh chơi. Ê, nếu tôi là anh tôi đi liền á. Trời ơi, có bao giờ người bịch người trên nhân gian được xuống với Long Cung chơi đâu. Đằng này á, được hoàng tử Thủy Tề dẫn về nữa. Dưới đó chắc có nhiều thứ để coi lắm. Chưa kể ngọc ngà châu báu quá trời luôn. Biết đâu á, được Long Dương cho dạy cưng mang về. Lúc đó mình giàu to luôn á. Đi đi, đi đi. Về quê anh chơi cũng vui. Nhưng mà về rồi, anh có lên lại cùng tôi không? Cái đó còn tùy, chưa nói trước được. Sợ là không có tôi ở đây, rồi anh sẽ gặp quả đó. Thì ở với anh lâu ngày, tôi cũng mến tay mến chân chứ bộ. Tự nhiên anh với tôi chia liệt, tôi buồn quá trời buồn luôn. Nhưng mà anh được đi chơi thì anh cứ đi đi. Tôi trên này là tôi tự lo chu tất hết luôn á, còn lo cho tôi nha. Có anh thì tôi cũng yên tâm. Vậy để vài hôm nữa nha, tôi thu xếp rồi xuống với anh chơi mấy ngày. Tôi không ngờ dưới này đẹp quá. Tôi không nghĩ Long Cung là đẹp chừng này. Cảm ơn anh. Nhưng mà có chuyện này tôi muốn dặn anh. Anh nói đi. Cha tôi thấy con trai dẫn bạn bè về, chắc chắn sẽ tiếp đón nồng hậu và quà cáp chia tay. Nhưng tôi dặn anh, cha tôi cho cái gì cũng đừng nhận. Anh chỉ xin cha tôi cái đàn tất quyền. Đó là một cây đàn thần, mà khi có chuyện lớn anh sẽ đỡ lắm á. Cây đàn thất quyền hả? Tôi nhớ rồi. Thật không ngờ vua Thủy Tề lại tốt và nồng hậu như vậy. Anh thật may mắn có một người cha như vậy. À, anh vẫn chưa nói cho tôi biết cây đàn này quyền diệu tới mức nào. Đây là cây đàn thần, dùng để đuổi giặc. Anh chỉ cần mang cái đàn này ra thì tất cả mọi đạo quân đều phải tự tan biến. Hả? Thiệt vậy đó hả? Chà, cây đàn này quyền diệu quá. À, nhất định tôi sẽ mang giúp nước nếu cần. Đa tạ, đa tạ. Mà huynh à, có thật là huynh không muốn quay lại cùng tôi không? Phụ hoàng ta cũng đã có tuổi, tới lúc cũng phải về phụ việc cho Long Cung. Tôi dặn anh không được để lộ tung tích cây đàn quý này cho ai, nhất là Bính. Nếu chuyện đó xảy ra thì hậu quả sẽ khôn lường lắm đó. Tôi biết rồi. Thôi tôi đi đây. Chà, đồ Long Dương cho chắc là toàn đồ quý giá không chứ gì. Mà Long Dương cho anh những món gì mà chắc nặng quá vậy? Chỉ là quần áo tư trang với vài sản vật thủy cung thôi. Mà Long Dương cũng có gợi ý cho tôi thứ này thứ nọ. Nhưng rồi mang tiếng là bằng hữu mà nhận thì coi kỳ, nên tôi không có lấy. Được xuống dưới thăm thú, mở mang tầm mắt là tôi vui lắm rồi. Vậy hả? Vậy chắc anh đi về cũng mệt rồi, hay vô nghỉ đi. Tôi chạy đi mua rượu, lát về hai anh em mình lai rai ha. Thank you.
Dạ ta sơ sài quá, biết cất chỗ nào bây giờ. Cũng chẳng đặng đừng mà phải giấu anh Bính. Không phải là tôi nghĩ xấu cho anh, mà theo lời hoàng tử, nếu tin này mà lan ra ngoài thì cây đàn mất thiên, mất cơ may để giúp nước. Không biết cây đàn có gì bí ẩn mà nó giấu kỹ như vậy. Mình phải dò cho ra được. Ở dưới Long Cung á, chỗ nào cũng sáng rực châu báu, còn có binh tôm tướng cá bơi lội nữa. Cảnh vật vừa hùng vĩ lại vừa đẹp nữa. Nói thiệt với anh, suốt đời tôi chưa bao giờ thấy một cảnh vật nào kỳ dĩ như vậy. Vậy mà không biết gom về một ít để cho anh em đổi đời nữa. Nói thiệt chứ, vậy mà tôi cứ nhớ cái chòi rách của mình. Đi chơi á, cảnh đẹp thì vui thiệt, nhưng mà tôi thấy ở nhà là thoải mái nhất. Phải chi hoàng tử Thủy Tề chịu về ở chung với anh em mình á thì vui biết mấy. Tôi nghe nói á, ở dưới Long Cung á, ngọc ngà châu báu quá trời luôn. Đó là chưa kể có mấy thứ rất là kỳ lạ, giống như là có viên ngọc người ta gọi là ngọc ướt á. Mình ướt cái gì á, cái là ngọc cho ra hết. Chưa hết nha, còn một cái túi to như vậy nè. Mình muốn lấy cái gì mình thò cái tay vô mình lấy. Mình lấy kéo lôi ra đó. Cái mình được con vịt, đây là cái vỏ vịt, đây là cái phao con vịt. Đó là chưa kể có cây đàn, người ta gọi là cây đàn kỳ lạ. Tự nhiên mình rải đàn, mình rải đàn ha, ngọc ngà châu báu vàng bạc tuôn ra cái mình lụm vào. Không phải gãy ra vàng bạc mà là gãy xua tan quân giặc. Thiệt không? Chính mắt thấy vậy đúng không? Tôi có thấy. Nhưng thôi, mình uống đi. Uống mừng gặp mặt nha. Uống. Anh ở nhà nha, tôi phải đi xa mấy ngày rồi. Mà việc gì? Tôi có ông cậu ruột, đêm qua nằm mơ thấy ông bị bệnh nặng, tôi phải ghé thăm coi sao. Đi, đừng lo cho anh. Cho anh gửi lời thăm ông cậu nha. Dạ, cảm ơn anh. Mà tôi dặn nè, gạo á, tôi để ở cái bao gần bếp đó, anh đừng có lục ngay cái bồ gần đống rơm nha. Anh lấy gạo là anh lấy ở bếp, anh không có đụng tới đống rơm gì đâu ha. Vậy thôi tôi đi nha. Đi gửi lời thăm ông cậu nha. Cảm ơn anh. Tao không đụng tới cái bồ đâu, mà tao đụng tới cái khác.
giết giặc. Nhà phương Bắc tràn xuống nước ta, giờ như nay đáng trong làng giết giặc. Trời giúp mình đâu, mình phải lên kinh thành mới được. Nó tốt với mình, nhưng mà nó chỉ tốt vừa vừa thôi. Đó này có cái đàn quý giá như vậy mà nó giấu, nó không cho mình biết. Ôi số trời, cho mình cơ hội ngàn vàng đây rồi. Quân giặc có hàng ngàn vạn, chia làm 10 đạo quân áp sát nước ta. Những tướng tài giỏi nhất nước ta đã bị đánh tả tơi. Người thì mất mạng, kẻ thì bỏ thay nơi chiến trường. Sáng mai chúng đánh đến đây rồi. Người là ai? Có phương cách gì mà đảm bảo đánh tan quân giặc? Dạ, bẩm đức vua, thần là kẻ tiện dân, muốn ra tay giúp nước. Xin đức vua không cần điều binh lính giúp thần đâu. Thần không muốn đức vua phải hao tổn sinh lực quân ta. Tính được mà ngạo mạn quá, gì ngạo mạn quá vậy? Tội dỗ quá, biết làm được không? Nếu thật sự ngươi làm được chuyện đó, ta sẽ phong cho ngươi làm đại tướng, thống soái quân đội. Dạ, bẩm đức vua, chuyện hậu đãi tính sau đi. Sáng mai thần muốn một mình thần đứng tại cổng thành ra tay chống giặc. Tình thắng giặc đã về đến nơi, đích thân hoàng thượng ra đón ngài. Chưa ai có được đặc ân lớn như vậy đó. Dạ. Dạ, hoàng thượng, hoàng thượng dạng tới. Bình thân, khanh hãy bình thân. Tạ hoàng thượng. Dạ. Quả nhiên là kỳ diệu. Chỉ một tiếng đàn thôi mà ngươi đã xua hàng vạn ngàn quân địch. Quân ta không phải hao binh tổn tướng. Ngươi quả là thiên binh thiên tướng trời mang đến cho chậm. Cảm ơn hoàng thượng đã hết lời khen tặng. Thần có một chút sức mọi tài hèn, muốn gì vua gì nước. Phải chi các tướng triều đình ở đây đều tài hèn sức mọn như ngươi, thì ta đâu phải hy sinh uổng phí bao nhiêu sinh mạng. Dạ. Từ đây ngươi sẽ là đại tướng thống soái đại quân. Ngươi còn muốn ta ban thưởng điều gì cứ nói. Dạ, dạ tạ ơn hoàng thượng. Thần chỉ cần hoàng thượng cho binh lính thay phiên nhau nghỉ ngơi, chia nhau một căn nhà, còn chia nhau cày cấy, kiến thiết đất nước. Từ nay có thần rồi, hoàng thượng cũng cần phải sợ giặc tấn công nữa. Ngươi đã có tài mà còn có đức trọng nữa, ta quả là không chọn lầm người. Dạ. Nhưng ta vẫn còn muốn ban cho ngươi một đặc ân nữa. Dạ hoàng thượng, ban đặc ân gì ạ? Từ từ rồi ngươi sẽ biết sớm thôi. Hoàng thượng làm thần hồi hộp quá. Dạ. Truyền lệnh của ta, mở tiệc ăn mừng. Dạ. Chà, như vậy có giỏi quá không cha? Đại tướng là một người tài ba, cứu được Giang Sơn khỏi họa giặc giả. Nhưng chàng là người lạ, con còn chưa biết rõ về chàng nữa. Ta biết là còn mới, nhưng ta cũng đã quan sát kỹ rồi. Hắn không chỉ là người có tài, mà còn có cả nhân đức nữa. Có hắn ở bên mình, coi như giữ được bảo bối để giữ gìn bờ cõi. Con hãy vì ta mà chấp nhận cuộc hôn nhân này đi. Cha đã nói vậy, sao con dám chối từ? Thôi thì cứ theo ý cha vậy. Dạ, hạ thần xin ra mắt đức vua. Xin chào công chúa. Miễn lễ, bình thân đi. Dạ, tạ ơn hoàng thượng. Đẹp, đẹp lắm. Trong bộ võ phục này, người ra dáng con nhà võ rồi đó. Hôm nay ta cho gọi ngươi tới là để cho ngươi biết một bí mật mà ta đã hứa với ngươi từ trước. Ta muốn gả công chúa cho ngươi, ngươi nghĩ sao? Trời ơi, thiệt là niềm vinh hạnh. Đó là điều mơ ước của thần chưa bao giờ nghĩ tới. Được rồi, ta sẽ cho chọn ngày lành tháng tốt để mà cử hành hôn lễ. Dạ, tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn hoàng thượng. Anh Bính ơi, anh Bính ơi, anh Bính. Đi đâu rồi ta?
Bờ sông thì cũng không thấy, ở nhà cũng không có, mà để nhà cửa trống không như vậy, cũng tại mình đi lâu quá. Không lẽ mình đi, anh cũng đi luôn. Anh Bính ơi, anh Bính ơi, anh Bính, anh Bính ơi. Cái đàn nó mất tiêu rồi. Không lẽ nào? Ủa anh vậy? Anh đi đâu mà lâu quá vậy? Tưởng anh làm đại tướng thì em cũng phải làm phó tướng rồi chứ, mà sao còn ngồi ở đây? Về căn nhà rách nát là làm cái gì? Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu. Ai là tướng, còn ai là phó tướng? Ủa anh không biết gì hả? Tôi có biết gì đâu, tôi đi xa mấy ngày vừa về. Lúc anh đi á, giặc tới kinh thành, vua đốt lính khắp nơi, tưởng kỳ này là thua chắc rồi đó. Tự nhiên Tây Bính đem đàn khẩy phá tan thế giặc, vua phong cho Tây Bính làm đại tướng, còn gả công chúa nữa. Ông tin á, lên kinh mà coi đi. Anh mới nói anh Bính giúp vua phá tan con giặc hả? Ừ. Còn được phong làm đại tướng nữa. Ừ. Không phải anh cứu hắn một mạng sao? Anh Bính lấy đàn ra giúp nước trong lúc đất nước lâm nguy là đúng rồi. Tôi chỉ muốn gặp ảnh để anh em được đoàn tụ thôi. Nếu Tây Bính nói á, không biết mình là ai cũng đừng có sốc nha. Nhân tình thế thái, biết người biết ta. Nếu nhớ tới tình nghĩa anh em á, thì hắn phải đem lính trước anh về kinh cho anh hưởng vinh hoa phú quý chứ. Anh Bính á, không phải loại người như vậy đâu. Chắc là do việc quân bận quá. À thôi, để tôi lên gặp ảnh liền, biết đâu kịp đám cưới của ảnh. Cảm ơn anh đã báo tin nha. Ừ thôi đi đi. Ừ, tôi đi đi. Tránh ra, tuyến đường này có đại tướng đi qua hay không? Có chuyện gì vậy? Bẩm đại tướng, có thằng này cứ chặn đường đại tướng. Anh Bính, tôi nhị ra, anh nhận ra không? Anh mặc bộ đồ này quai quá, tôi nhận không ra luôn á. To gan, thấy người sao bắt quan làm họ. Biết đây là ai không mà gọi tên cúng tôm này ra? Đây là anh Bính, ở chung một nhà, chung một chòi với tôi. Tôi nhị nè anh Bính, anh nhận ra tôi không? Thì ra là nhị à. Bắt nó lại. Dạ. Buông tôi ra. Giam hắn vào ngục, chờ tra khảo sau. Đi. Anh Bính, tôi nhị nè, anh không nhận ra tôi sao? Buông tôi ra. Tôi không làm gì sai hết. Buông ra. Anh Bính, buông tôi ra. Anh Bính ơi. Dạ bẩm, theo quan sát thì bên cung phò mã hôn sự vẫn chưa tiến hành. Người đừng gọi là phò mã. Dạ em lỡ miệng, mong công chúa tha tội. Người bên cung đại tướng nói người xuất thân dân chài nên cư xử có phần bổ bả và tùy tiện, ăn phàm nói tục. Người không phải an ủi ta. Dạ em nghĩ những lễ nghi trong cung mình để ý một chút là quen thôi. Huống chi đại tướng là người lanh lợi và khôn ngoan,
Mảnh sành thì dù cho có được sơn thép vàng thì cũng vẫn là mảnh sành thôi, làm sao mà thành vàng ngọc được. Còn gì nữa, người nói đi. Dạ, hôm nay trên đường đi có xảy ra một chuyện à? Ta đã ra lệnh cho người bẩm báo thì người cứ nói, tại sao phải sợ? Dạ bẩm công chúa, nghe nói đại tướng hôm nay bắt tống một người bạn nói khốn, vốn là ân nhân từng cứu mạng người, cô mang từ thỏa Hằng Nhi, lấy lý do người kia là gián điệp. Dạ, người ta đang gièm pha là chàng đang cố tình bịt miệng bạn để giấu giếm gốc gác hạ tiện của mình đó. Có chuyện đó nữa sao? Gốc gác hạ tiện thì ai cũng biết, ta chỉ sợ còn những quốc tức tày trời nào đó, người phải tìm cách cho ta gặp người đó. Dạ bẩm công chúa khó lắm, chỉ một mình đại tướng biết chỗ giam thôi. Nếu tin công chúa gặp gỡ mà tới tay đại tướng á, thì em e là mạng người đó khó toàn. Công chúa à, hôm lễ đã an bài rồi, bới thêm chi làm người thêm đau lòng, chi bằng... Anh lính ơi, làm ơn cho tôi hỏi một chút được không? Tới khi nào tôi mới được gặp đại tướng vậy anh? Gặp đại tướng để làm gì? Tội gián điệp của nhà ngươi á, ngày gặp đại tướng cũng là ngày ngươi bị chém á. Tôi không phải là gián điệp, tôi chỉ muốn gặp đại tướng để hỏi cho ra chuyện thôi. Nếu vậy, có cách nào để tôi gặp hoàng thượng không anh? Gặp đại tướng không được, bây giờ đòi gặp hoàng thượng luôn hả? Nằm mơ đi. Đại tướng đang chuẩn bị cưới vợ, giờ này chắc đang chuẩn bị làm lễ giao bôi. Nhờ quốc hỷ mà nhà ngươi chưa có bị biêu đầu, tranh thủ mà hướng dương thêm vài ngày, đừng có làm phiền ta, nghe không? Bệ hạ, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ cần hoàng thượng chọn ngày cử hành hôn lễ là được. Đẹp, đẹp lắm, rất xứng đôi vừa lứa. Dạ, chắc chắn công chúa sẽ hài lòng. Không cần đa lễ. Dạ. Dạ, muôn tâu hoàng thượng, có chuyện lớn rồi ạ. À. Chuyện gì? Dạ, bỗng dưng công chúa bị cấm khẩu, không nói được ạ. À. Hay tin nhị gặp nạn, thái tử Thủy Tề âm thầm ra tay giúp đỡ. Còn ta? Tạm thời để công chúa không nói được, tạo cơ hội để nhị cứu công chúa và được trả tự do. Có chuyện gì vậy? Con nói với ta một câu đi. Dạ bẩm hoàng thượng, công chúa không nói được chứ không phải là không nói đâu thưa hoàng thượng. Sao tự nhiên lại như vậy? Mới hôm qua công chúa còn nói được bình thường mà. Dạ đúng rồi, đêm qua công chúa còn dặn con là chuẩn bị những thứ gì, tự nhiên sáng nay công chúa không nói được nữa. Dạ bẩm hoàng thượng, có khi nào công chúa chơi thần xuất thân hèn kém không? Con ta nó bệnh chứ không phải nó không chịu nói, ngươi không thấy sao? Trong hoàn cảnh này có cưới cũng đâu có vui vẻ gì. Truyền lệnh của ta, tạm thời dời lại, khi nào công chúa khỏi bệnh xong mới cử hành hôn lễ. Ông trời ơi, sao số con khổ quá vậy, hoài mà cũng không hết khổ nữa. Sao lại bị giam trong ngục tối này? Hoàng tử Thúy Tề, làm quên sao? Quên đang ở đâu vậy? Không phải, tôi là Kiến. Đạn Kiến mà anh cứu trong trận lũ lụt năm đó, anh nhớ không? Kiến? À, ta nhớ rồi. Đạn Kiến trôi giạt mà hoàng tử nói ta cứu vớt. Mày đang ở đâu vậy? Tôi đang ở dưới này nè, dưới chân anh đó. Chẳng hay anh gặp quả gì.
Ta thấy mày rồi. Sao anh ở trong này? Chẳng hay anh gặp quà gì vậy? Quà này là tại ta ngày xưa không nghe lời hoàng tử Thủy Tề. Đúng là tại ta. Anh kể tôi nghe đi. Công chúa, công chúa, em tìm được rồi. Em tìm ra được chỗ chàng trai đó bị giam rồi. Nhưng mà lính nói đại tướng ra lệnh ai mà gặp chàng á, cả hai phải chết. Chàng là ai? Dạ, em chỉ biết chàng là bạn nói khố của đại tướng, từ hồi còn đánh dặm lận. À công chúa, em nghe nói là chàng hiền lắm. Kể lại đầu đuôi cho ngươi nghe xong, ta lại càng thấm lời của hoàng tử. Lẽ ra ta không được quá tin con người. Nghe xong kiến tôi cũng sâu gan nè. Nhưng mà tài hèn sức mỏng, không có đưa anh ra được khỏi đây. Nhưng mà để tôi kiếm anh chuột bữa đó, biết đâu anh có cách sao. Cảm ơn mi đã có lòng. Nhưng mà sau hôn lễ chắc chắn hắn sẽ giết ta để diệt khẩu. E là không kịp nữa rồi. Tôi mới nghe tin công chúa tự dưng cấm khẩu. Đám cưới giờ lại rồi, lệnh hành hình cũng phải quản để xóa tội vong nhân cầu an cho công chúa. Còn nước còn tác, kiến với chuột tuy yếu nhưng mà có bầy đàn, hợp sức lại biết đâu cứu được ân nhân. Anh đừng có lo quá nha. Anh đợi tôi ha. Bây giờ tôi đi ạ. Cảm ơn mi nha. Anh chuột. Ai đó? Là tôi nè. Tôi là kiến nè. Tôi cũng suýt chết trong trận lụt năm đó, nhưng mà được anh Nghĩa cứu lên nè. Anh nhớ không? Nhưng mà làm sao chú mày kiếm được ta? Nguyên đàn kiến của tụi tôi túa đi khắp hang cùng cống rãnh mới ra. Báo cho anh biết một thông tin, anh Nhị bị bắt tống vô ngục, đang chờ hành quyết đó. Sao vậy? Chuyện dài dữ lắm, để tôi kể anh nghe sau. Nhưng mà trước mắt phải cứu người. Anh có kế gì không? Bị giam chắc đói lắm, tiếp tế cho ổng cái gì bỏ bụng trước đi rồi tính. Nói thiệt á, thì ta được cái to xác hơn mi, lẹ làng hơn mi, chứ đầu óc cũng không hơn gì lắm. Còn nói về mưu mô, hai mình không thể nào làm lại loài trăng rắn. Để ta đi kiếm lão trăng bữa đó, coi hắn có kế gì hay không. Xin chào ân nhân. Nhà chuột nghe tin anh mắc nạn nên kiếm đồ ăn cho anh đây. Cảm ơn mày, cảm ơn mày nhiều lắm. Tạm thời chỉ có chừng này anh ăn đỡ lót lòng nha. Tao đói quá, tao bị bao đói mấy ngày nay, tao tưởng chết đói luôn rồi. Anh chịu khó đi, tụi này sẽ đi kiếm thêm tay trăng hôm trước, hỏi ý coi có cách gì cứu anh ra. Anh đừng lo, ăn xong ráng ngủ đi lấy sức. Kiến, chuột, tụi mày làm tao cảm động quá. Cảm ơn tụi mày đã không bỏ tao lúc này nha. Có gì đâu, anh đã từng cứu tụi tôi mà. Anh ráng đợi tụi tôi nha. Anh Trăng ơi, anh có khỏe không? Ai đó? Dạ tôi đây, tôi là chuột đồng đây. À, bữa nay lại có con chuột đồng tự dẫn xác tới cho ta ăn thịt nữa à? Anh Trăng đừng có giỡn nữa, tôi tới không phải để anh nuốt, mà để báo chuyện chẳng lành nè. Có chuyện gì? Thức ăn của ta. Đã nói tôi không phải là đồ ăn. Anh Nhị, cái người cứu mạng tụi mình lên bè trong cái trận lục năm đó sắp bị chết chém rồi. Anh khôn lanh, anh có cách gì cứu ảnh hay không? Tưởng gì, tại gã đó tin đồng loại cho lắm vào. Bọn người cứ nói bọn ta đói quá, nuốt luôn đồng bọn là ác. Chớ giống người nhiều thằng còn ác hơn Trăng. Nó hại mà đâu có cho chết liền, chết từ từ trong đau đớn mới là ác. Anh có kế gì hay không? Kế gì? Lấy thứ này nghiền ra bột, cho công chúa uống sẽ hết cầm. Ủa, anh Nhị, mà mình nhờ cứu anh, sao lão Trăng lại chỉ cứu công chúa? Mà chỉ nói ngọc này chữa được cầm, rồi cứ vậy bỏ đi, không nói gì tới chuyện phải làm sao làm sao. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Khỏi lo đi, vậy á là ta đã được cứu rồi. Đa tạ kiến, chuột và Trăng nhiều lắm. Đúng là cứu vật vật trả ơn. Ta sống rồi. Ngươi nói sao? Tên tử tù đó nói là chữa trị được cho con gái ta. Dạ bẩm, hắn cam đoan nếu không được cứ lấy mạng hắn ngay tức thì. Dạ bẩm hoàng thượng, tên gián điệp đó đặt mình nhốt trong đại lao chờ ngày xử chém, cho nên hắn mới kiếm chuyện đòi thoát ra thôi. Chứ theo thần biết, hắn không có biết kẻ thuốc gì hết. Cho hắn lại gần công chúa,
e rằng có chuyện không hay xảy ra đó hoàng thượng. Có binh thì phải lại cầu tứ phương thôi. Truyền lệnh của ta, đưa hắn tới cung công chúa. Dạ, tuân lệnh. Công chúa mà uống thứ bột này, nếu có mệnh hệ gì thì đầu của ngươi sẽ lìa khỏi cổ ngay lập tức. Dạ bẩm hoàng thượng, thần đã cận kề cái chết, không lẽ lại hại thêm một người nữa. Thần xin lấy cái đầu mình đảm bảo sự an toàn của công chúa. Ngươi có bao nhiêu cái đầu để đảm bảo? Dạ xin mời công chúa. Con thấy sao? Sao con? Ê! Con chúa cầm luôn kìa! Hoàng thượng! Hắn lừa gạt! Chém đầu! Mày đâu? Chém đầu đó! Chém đầu! Chém đầu! Dạ! Ngươi! Chém đầu nó! Phụ hoàng! Xin phụ hoàng thả ân nhân ra! Hả? Công chúa nói được rồi! Hả? Hả? Con ta đã nói được rồi! Con ta đã nói được rồi! Thưa hoàng thượng, lúc thái tử Thủy Tề khuyên thần cứu mấy con vật đó, thật sự thần không tin chút nào. Ai ngờ lần này không có tụi nó chắc thần chết chém rồi. Chuyện của ngươi thật là ly kỳ. Ai ngờ được con người mà lòng dạ còn sâu hiểm hơn là ác thú. Xích chút nữa ta đã bắt con ta phải lấy tên bất nhân lừa thầy phản bạn. Sâu xa cũng là nhờ những con vật tốt bụng. Ngươi mới đúng là người có lòng nhân. Ta truyền trao lại quyền bính cho ngươi, và nếu ngươi không chê, ta sẽ gả công chúa cho ngươi. Tạ hoàng thượng khai ân. Ta miễn lễ, đứng lên đi. Đa tạ hoàng thượng. Muôn tòa thánh thượng, tên bính đã vừa cục rồi. Đừng lệnh ta, mà bắt nó lại, giao cho phò mã xử lý. Đúng rồi. Nếu không nhờ thần thánh phù hộ, nhà ngươi đừng hỏng bắt được ta. Huynh nói đúng, nhưng tại sao huynh không nghĩ vì sao thần thánh lại phù trợ tôi mà không phải là huynh? Bắt được rồi, muốn chém muốn giết gì thì tùy, đừng có nhiều lời đắc thắng. Dù sao á, mình cũng từng là anh em, tôi sẽ không giết huynh đâu. Tôi sẽ để huynh trở về chòi cá tu tâm tích đức và suy nghĩ về những việc mình đã làm. Huynh nên nhớ, ông trời sẽ không bao giờ phụ người có tâm đâu. Quên đi đi.